Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Các đệ tử Chúa chưa có ngủ được chút nào không? Các đệ tử Chúa cười lên cái sự nào cho nặng nề thế? Tôi sợ luôn ý. Tôi nhìn mặt các đệ tử Chúa tôi sợ luôn. Chúng ta tiếp tục được chưa? Dạ, chúng ta tranh thủ thời gian không? Dạ. Xin Mục Sư Thâm tiếp tục giúp đỡ. Dạ, cái phần 2 nhỏ trong 4 La Mã, Nadab và Abihu dân lửa lạ, trong Lê Vi đoạn 10 câu 1 đến câu 2. Lý do bị lửa lạ hủy, Aaron được chỉ định làm thầy tế lễ, các con trai của ông là người giúp đỡ ở dưới uy quyền của Aaron. Khi họ tự ý dân tế lễ thì đó là lửa lạ. Lửa lạ là hầu việc Đức Chúa Trời với sự không tuân lệnh và xem thường uy quyền. Sự phục vụ phải xuất phát từ Đức Chúa Trời. Khi phục vụ Chúa mà gặp thêm quá nhiều sự thảm hại thì phải xin Chúa soi sáng. Chúng ta đang ở dưới nguyên tắc phục vụ hay lửa lạ. Công việc của Đức Chúa Trời là sự phối hợp trong uy quyền. Khi công tác phải gắn chặt với uy quyền, không được tách, khước từ uy quyền giống như Nadab, Abihu. Một uy quyền đại diện bước theo Đức Chúa Trời và những người thuận phục uy quyền phải theo uy quyền đại diện. Khi Nadab, Abihu có nan đề với Aaron thì họ có nan đề với Đức Chúa Trời, sẽ bị lửa của Ngài thiêu đốt. Cơ đốc nhân thành công, đức tin cộng với sự cầu nguyện. Chức vụ thành công, sống thuận phục cộng với sống trong uy quyền. Amen. Cảm ơn Mục Sư. Các đệ tử Chúa ơi, ở đây đó là nếu là một cơ đốc nhân nhá, thành công chỉ cần hai điều thôi, đó là đức tin, sự cầu nguyện đảm bảo cho người đó vào thiên đàng. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây chúng ta đang là lãnh đạo. Một lãnh đạo muốn thành công thì hai điều đó cộng thêm hai điều nữa, đó là phải có gì? Uy quyền và sự thuận phục. Chúng ta thấy hai vị đó là những người phụ giúp thôi, thầy tế lễ thôi, nhưng mà đã làm gì? Làm thay phần việc của thầy tế lễ khi chưa được chỉ định, chưa được phép. Cho nên vì vậy mà lửa lạ đã dâng ra, và chính vì vậy cho nên là bị thiêu đốt. Để chúng ta tiếp tục đi ạ. Các đệ tử Chúa không còn cách nào khác đâu. Nếu như một chức vụ muốn được thành công, không còn cách nào khác. Một chức vụ nổi loạn không bao giờ thành công. Các đệ tử Chúa có amen không? Trong gia đình có một người nổi loạn, người đó sẽ không bao giờ đưa ra hạnh phúc cho gia đình của mình. Các bạn biết là trong gia đình, những người nào thường là những người hay nổi loạn? Những người có bông trái thánh linh hay là những người có bông trái xác thịt? Xác thịt. Rồi trong hội thánh, người nào là người hay gây ra nan đề? Người bông trái thánh linh hay người bông trái xác thịt? Và người bông trái thánh thịt là người không cần biết gì hết, ý tôi được nên. Tôi thích thì tôi nói, và tôi có quyền để nói, tôi có quyền để chỉ trích. Như vậy người đó không phải là người có cái tấm lòng được dạy dỗ, không phải là người bước đi trong sự vâng phục. Mà cái người đã không có vâng phục rồi á, thì người đó luôn luôn gieo rắc ra cái linh của sự nổi loạn cho thế hệ sau. Đó là một điều rất là nguy hiểm. Và không những không vâng phục trong gia đình, trong hội thánh, ngoài xã hội cũng vậy nữa. Đi đâu cũng nổi loạn, đi làm ở đâu chỉ được một thời gian, đi thờ phượng Chúa ở đâu cũng chỉ được một thời gian. Đi hết hội thánh này đến hội thánh khác, đi tìm một chỗ thật là chuẩn mực để mà thuận phục. Và đi đâu họ cũng trách móc, họ bảo rằng ở nơi đó không tốt, nơi này không tốt, nơi kia thế nọ, nơi kia thế kia. Ở đâu họ cũng tìm ra lý do để họ không thuận phục. Họ không biết được rằng cuối cùng vấn đề là ở chính đời sống của họ. Họ không có sự thuận phục cho nên đi đâu cũng không thỏa lòng được hết. Cho để tới chỗ có amen không? Và ở đây có nói là khi phục vụ Chúa mà gặp quá nhiều sự thảm bại thì phải xin Chúa soi sáng. Nhưng chúng ta đang ở dưới nguyên tắc phục vụ nào? Chúng ta đang ở nguyên tắc của Satan hay là nguyên tắc của Đức Chúa Trời? Có nhiều người ấy, có để tới Chúa biết không? Họ luôn gặp vấn đề. Họ luôn gặp vấn đề ở cái chỗ là họ đi đâu họ cũng không có thỏa lòng. Và họ luôn gặp vấn đề ở cái chỗ là họ thảm bại. Thảm bại trong gia đình, thảm bại trong chức vụ, thảm bại trong mục vụ của họ nữa. Họ làm mục vụ cũng không thành công, họ làm chức vụ cũng không thành công, mà họ ở trong gia đình cũng rất là nhiều vấn đề. Và ở đây trong tài liệu có nói là khi nào mà chúng ta ở trong chức vụ mà có gặp quá nhiều thảm bại, có quá nhiều vấn đề, thì lúc đó chúng ta cần phải nắng chậm lại. Chậm lại, đừng đổ lỗi cho ai. Chậm lại và hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, lý do tại sao vậy? Đó là một trong những điều mà cuộc đời tôi hợp với Chúa, các đệ tử Chúa. Tôi không cần biết điều gì. Khi mà Hội Thánh Phúc Âm Toàn Việt Việt Nam xảy ra quá nhiều vấn đề, hoặc là Hội Thánh địa phương, hoặc là gia đình tôi, quá nhiều vấn đề, điều đầu tiên, tôi không đổ lỗi cho ai, mà tôi sẽ quỳ gối xuống. Tôi hỏi lý do vậy, lý do tại sao vậy, con có dự phần vào chuyện này không? Con có gây đến điều này không?
mà điều đầu tiên là tôi hỏi. Đó là lý do tại sao ngày xưa có đời tới Chúa, tôi hợp với Chúa ở Bình Hưng Hòa, lúc đó tôi còn non trẻ lắm. Hội Thánh đi hết thảm bại này thảm bại khác, và người ta cứ nổi lên để chống đối, nổi lên để nổi loạn. Có một cái người đó, các chị em, những người ở đây lâu biết, lúc đó gần 30 năm trước rồi, và cái người này Chúa đưa đến Hội Thánh. Lúc đó là cô tin Chúa 30 năm rồi, và bây giờ 30 năm nữa thì có nghĩa là cô đã tin Chúa 60 năm rồi. Có để tôi chưa biết luôn, ở trên này tôi mở Kinh Thánh tôi giảng, thì ở dưới đó bà ấy cũng mở Kinh Thánh bà giảng. Những người nào xung quanh bà ấy thì bà gọi hết lại ngồi nghe bà giảng, ngồi ghế này. Tôi rất là khó chịu, rất là đau đớn. Và có nhiều người nhân sự nói, thầy ơi thầy phải xử lý đi chứ. Tôi bảo tôi rất tiếc là Hội Thánh này của Chúa. Nếu mà của tôi thì tôi xử cái một thôi, nhưng mà nó là Hội Thánh của Chúa, Chúa sẽ ra tay. Đau lắm, đau lắm, mất mấy tháng trường. Ngày thứ tư là ngày học Ngọc Kinh Thánh, học tổ tế bào. Thứ tư chúng tôi đến, không còn một người nào đến học. Tôi hỏi, đến ngày Chủ nhật tôi hỏi, ủa tại sao anh em không đi học? Em có mà. Ở thứ tư, bảo đúng rồi, thứ tư thì học ở đâu? Bảo tôi đến đây tôi chờ trong Hội Thánh, không chẳng thấy ai. Nó nói em đến nhà cô gặp, ồ xin lỗi. Nhà cô, nhà cái cô đó tôi định nói tên mà tôi xin lỗi. Đến đó, ủa sao lại đến đó? Cô đó bảo là đây là cái Hội Thánh của ông Hùng, đây mới là Hội Thánh của Chúa. Đấy, đến đó, đến Hội Thánh gì đó, cho người lên trên đó, đến nhà bà học. Đấy. Tại vì ở trên Bình Hưng Hòa thì cô đã ở gần tất cả các môn đồ, các tín hữu, còn tôi ở túc ở dưới đây. Cái này nó đau mà suốt một thời gian dài. Có để tới Chúa biết không? Điều tôi làm gì? Tôi quỳ gối cầu nguyện khóc lóc, Chúa cho phép xảy ra. Và tôi khóc lóc với Chúa. Như hồi nãy tôi nói đó, mấy người kia bảo, thầy phải xử lý đi chứ. Tôi bảo cho Hội Thánh này của Chúa chứ của tôi xử từ lâu rồi. Và cảm ơn Chúa, đến lần Chúa ra tay. 3 tháng sau, 4 tháng sau, nghĩa là tín đồ họ ùa hết về trong Hội Thánh. Bắt đầu họ kể những câu chuyện. Ở nhà đó, ở nhà cái người đó rối tung mọi chuyện. Tín đồ đó, tín đồ đỏ mà, họ biết gì đâu. Mà đến nhà họ chửi, họ chỉ thẳng tay vào mặt họ chửi. Họ nói mày dạy con, mày nó dạy chồng mày đi. Mày mà dạy ai? Thì đau đớn không có để tới Chúa. Đau đớn. Và như vậy xong rồi tôi không vui về chuyện đấy. Nhưng mà tôi biết rằng cách mà Đức Chúa Trời bênh vực, sau đó tín đồ họ kéo hết lại trở lại Hội Thánh. Và chúng ta thấy là Chúa của chiến trận. Chúa là đấng để trị trong mọi uy quyền. Cái uy quyền của chúng ta bị xúc phạm đôi lúc rất là đau, nhưng mà Chúa có cách của Ngài nếu chúng ta vẫn thuận phục Ngài. Các đời tới Chúa có amen không? Chúng ta vẫn trành sự nghĩa là tể trị cho Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Sau này cũng vậy nữa. Đó là lý do tôi có câu nói là anh em cứ giấy lên đi, tôi sẽ quỳ xuống. Cái câu đó có từ ngày đó đó. Anh em cứ giấy lên không phải là giấy lên để mạnh mẽ đâu. Giấy lên nổi loạn đi, tôi sẽ quỳ xuống. Trong suốt một tiến trình bước đi với Chúa rất nhiều. Nhưng mà mỗi lúc mà chúng ta đi kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày, 21 ngày, 7 ngày đều có vấn đề. Chúng ta tìm kiếm Chúa là vì cớ là đôi lúc chúng ta bất lực. Đôi lúc cái uy quyền chúng ta bị xúc phạm. Đôi lúc chúng ta bị đủ thứ. Và chúng ta quỳ xuống để chúng ta tìm Chúa. Và Chúa mới là đấng tể trị. Và Chúa sẽ bảo vệ cái uy quyền của chúng ta. Có để cho Chúa có amen không? Rồi chúng ta tiếp tục đi. Ba nhỏ Aaron và Miriam bị chỉ trích. Dân Số Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 15. Vì chỉ trích uy quyền đại diện mà phải gánh chịu cơn giận của Đức Chúa Trời. Môi-se cưới người nữ Ê-thi-ôpi, dòng dõi của cha bị phàn nàn là đúng. Nhưng Miriam đụng đến công việc Đức Chúa Trời và xâm hại địa vị của Môi-se. Uy quyền là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời chứ không phải là thành đạt của con người. Nên không có ai có thể tước đi. Ông cũng không cần phải binh vực mình. Chúng ta cũng không được xem thường sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Họ xét luật đúng sai trong sự chỉ trích Môi-se, nhưng Đức Chúa Trời thấy họ đang xúc phạm tới uy quyền. Biểu hiện của sự nổi loạn là bị phun, bị cách ly. Những người nổi loạn sẽ bị cách ly, không ai đến gần. Thuận phục uy quyền trực tiếp của Đức Chúa Trời và cũng phải thuận phục uy quyền đại diện của Ngài. Các ngươi không sợ mà chỉ trích đầy tớ ta là Môi-se sao? Trong câu 8 chép, chỉ trích là mầm mống của nổi loạn. Nhiều người ngày nay hay chỉ trích lãnh đạo, những người có trách nhiệm trong Hội Thánh, nhưng họ không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Đây là đối với uy quyền của Đức Chúa Trời chỉ định. Amen. Các đệ tử Chúa, chúng ta ôn lại cái câu chuyện này ha. Bây giờ Môi-se đi lấy người nữ Ê-thi-ôpi là người ngoại, đúng hay sai? Sai. Đúng hay sai? Sai. Bây giờ Miriam và Aaron đã làm gì? Chúng ta xem câu chuyện này nhé. Chúa Aaron và Miriam nổi lên và bắt đầu chỉ trích Môi-se. Đúng ra mà nói theo luật đúng sai nhé, thì Môi-se, Aram và Miriam có lý do để nói không? Có lý do. Bởi vì tính theo luật đúng sai, rõ ràng ông là lãnh đạo,
tại sao ông lại nằm một cái tấm gương như thế? Tại sao ông lại đi lấy người nữ Ethiopia là người ngoài, nếu nuốt theo luật đúng sai? Chúng ta thấy câu chuyện này có vẻ như Đức Chúa Trời hơi là vô lý. Có nhiều chuyện nha, nhiều chuyện trong cái uy quyền thuận phục này Chúa có vẻ như hơi là vô lý. Nhưng mà thực ra nghiên cứu cho kỹ trong những năm tháng qua, tôi thấy chúng ta vô lý mới đúng. Chúa không hề vô lý. Ở đây đáng lẽ Chúa xử lý Môi-se, cuối cùng Chúa xử lý ai trong câu chuyện này? Chúa xử lý Miriam và Aaron. Tại sao vậy? Tại sao cái người sai Chúa không xử lý mà Chúa lại xử lý cái người đúng, cái người chỉ trích? Chúng ta xem câu chuyện này ha. Bây giờ này, Môi-se, trong Môi-se, Miriam và Aaron, ai là người đại diện uy quyền? Môi-se. Trong gia đình mình có hai đứa con. Khi mà đứa anh nó sai là một cái chuyện gì đó, đứa em nó căn cứ vào cái sai đúng, nó xử luôn đứa anh. Nó không cần biết cha nó, không cần biết uy quyền của mẹ nó. Thì xin hỏi các đệ tớ Chúa, gia đình như vậy có phải là gia đình phải có nền nếp không? Đó có phải là cái gia đình đi trong tôn ti trật tự không? Anh nó sai, em nó sai, còn có cha nó. Uy quyền đại diện trong một gia đình ở đâu? Các đệ tớ Chúa có amen không? Uy quyền đại diện, nếu như một gia đình tôn ti trật tự, em bực lắm thấy anh sai, nhưng em cũng không có quyền để xử người anh. Và em là phải trình bày báo cáo, phải thưa với cha mẹ. Đó là một cái gia đình tôn ti trật tự, có uy quyền cao hơn sẽ xử lý. Có để nói cho các amen không? Bây giờ một ông công an trưởng phường, trưởng xã, ông ấy vi phạm luật pháp, ông ấy phạm tội, chúng ta biết rõ điều ấy. Tôi hỏi các đệ tớ Chúa nha, chúng ta có quyền xử ông ta không? Tại sao vậy? Chúng ta, ai cho ta quyền đó? Các đệ tớ Chúa hiểu không? Ông sai, đồng ý, đúng là ông sai, cả thế giới này công nhận ông sai. Nhưng mà cái quyền để xử lý ông ấy, ai cho phép chúng ta? Nếu mà ông ta sai, còn có lãnh đạo quận, các đệ tớ Chúa có amen không? Còn có lãnh đạo thành phố, còn có lãnh đạo bên trên để xử lý, không đến lần chúng ta. Vì vậy xử lý ông ta, ông ta sai mà xử lý ông ta thì chúng ta sai. Mà người ta sẽ không xử lý cái người sai kia, ta xử lý cái người sai này, xử lý cái người nổi loạn, xử lý cái người mà không biết tôn ti trật tự. Còn cái sai kia là sai trong nghiệp vụ của họ sẽ tính sau. Bây giờ tôi hỏi các đệ tớ Chúa, người Việt Nam, chính phủ Việt Nam cử một đại sứ đi qua nước ngoài. Cái vị đại sứ này có phải là đại diện cho chính phủ Việt Nam không? Nếu như vị đại sứ của chúng ta ở bên nước ngoài mà có vi phạm một điều gì đó, chính phủ, thì lúc này ai có quyền xử lý? Nếu như đúng theo luật thì cái này là sẽ trình bày và chính phủ Việt Nam sẽ đại diện xử lý, chứ không phải là người ở bên đó. Nếu mà đụng vào đại sứ Mỹ thì đụng vào ai? Nếu mà đụng vào đại sứ Việt Nam thì đụng vào ai? Đụng vào một chính phủ. Để tôi cho có amen không? Vấn đề ở đây là vấn đề uy quyền. Vấn đề ở đây không theo luật đúng sai. Bây giờ xin hỏi cái đề tới Chúa, ai là người đại diện trong Aaron, Miriam và Môi-se? Môi-se đại diện. Môi-se là người đại diện, mà trong khi đó Aaron và Miriam, đầu tiên nha, hai người này này, câu số 1 để các đệ tớ Chúa đọc đi. Miriam và Aaron nói hành Môi-se vì người vợ quê ở xứ Cút mà Môi-se đã cưới, vì Môi-se đã cưới bà này làm vợ. Câu số 1 này ấy, mới chỉ là sự lầm bầm thôi. Câu số 1 là cái câu mà nói là hai người này bắt đầu lầm bầm. Chúa nghe thấy không? Chúa nghe thấy. Đây câu số 2 mới là cái chỗ cần nói đây. Em đọc trong sư. Hai người nói, không lẽ Chúa chỉ phán dạy qua một mình Môi-se mà thôi sao? Ngài không dùng chúng ta mà phán dạy sao? Chúa nghe lời đó. Đây, các đệ tử Chúa, câu 1 sao Chúa không nghe? Không nói như thế. Câu số 2 Chúa nghe đây này. Chúa không chỉ dùng Môi-se sao? Chẳng lẽ có một mình Môi-se sao? Chúa cũng dùng chúng ta nữa. Đây là cái chuyện mà nói dậu ngã bị bịp neo đây. Các đệ tớ Chúa, có nghĩa là người Môi-se có vấn đề, của người lãnh đạo có vấn đề. Và khi mà người lãnh đạo có vấn đề thì bắt đầu là hai người kia trỗi dậy. Nếu ông Môi-se ông có không có vấn đề, có dám đụng vào ông không? Không. Nhưng mà cái chỗ này bắt đầu xúc phạm đến uy quyền đại diện. Chỉ trích Môi-se là một vấn đề. Xong rồi lại hạ bệ Môi-se. Nói là ông ta không phải chỉ có một ông ta là người lãnh đạo, và Chúa cũng có quyền để dùng chúng ta là người lãnh đạo. Còn trong cái chuyện mà ở trong Dân Số Ký 16, bè đảng của Cô-rê, chúng nữa chúng ta sẽ nói, còn kinh khủng hơn nữa. 250 những người lãnh đạo, họ nói với lại Môi-se, tất cả đây là thánh,
tất cả đây là con cái Chúa, tất cả đây là người được sức giàu, đâu phải một mình ngươi đâu. Và cuối cùng họ đổi dậy một cách bè đảng. Họ cho rằng họ cũng bằng Môi-se. Họ không hiểu được rằng Môi-se là người mà Đức Chúa Trời chọn. Đây là uy quyền đại diện. Và Chúa không cho phép đụng vào uy quyền đại diện. Nếu uy quyền đại diện sai thì Chúa xử, chứ không phải là người ta xử. Có thể tôi cho có amen không? Và khi mà hai người định hạ bệ Môi-se thì Kinh Thánh cho đó là Chúa nghe lời đó. Rồi sau đó gì? Sau đó Chúa binh vực Môi-se. Có để cho Chúa không binh, chúng ta để ý này, Chúa không binh vực Môi-se. Cái chuyện Môi-se lấy người nữa Ê-thi-ôpi, mà Chúa binh vực Môi-se. Và Chúa nói Môi-se là người rất là khiêm hòa, Môi-se của ta không như hai người nói. Ý là trong tư tưởng của hai người đó đó, đánh giá Môi-se, hạ bệ Môi-se. Môi-se không xứng đáng là lãnh đạo, ta cũng xứng đáng là lãnh đạo, ta cũng xứng đáng làm chuyện ấy. Và hai người đó bắt đầu thừa thắng xông lên vì cớ Môi-se có vấn đề, và bắt đầu thả hồn để nói và cho mình là Môi-se cũng hơn gì chúng ta. Mà đúng quả thật, nói có để cho Chúa điều này, Môi-se chưa chắc gì đã hơn được Miriam và Aaron, nhưng Môi-se là người mà Chúa chọn. Các đời thế Chúa có hiểu nghe, cái uy quyền trực tiếp là ai? Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời uy quyền trực tiếp phải không? Còn tất cả những người các bạn, các mục sư đấy đều là những người lãnh đạo, là những chức vụ đại diện, là những uy quyền đại diện, đúng không? Giữa uy quyền trực tiếp và uy quyền đại diện nó khác nhau như trời với đất này á. Các đời thế Chúa có amen không? Mình là uy quyền đại diện, mình là uy quyền đại diện. Không? Nhìn lại đi, con người của chúng ta làm gì có ai mà trọn vẹn đâu. Cho nên là cái uy quyền trực tiếp rất là tuyệt vời. Còn uy quyền đại diện là chúng ta đây có nhiều vấn đề. Nhưng dù có vấn đề như thế nào, Chúa hiểu, Chúa biết chuyện ấy, và Chúa sẽ xử lý, chứ không phải là chúng ta. Bây giờ tôi hỏi các đại tớ Chúa nha. Bây giờ nếu Chúa cho phép quyền con người, thì Miriam và Aaron thì ý kiến về Môi-se này, rồi người khác nữa, tất cả mấy ngàn đội quân đó, ai cũng có ý kiến. Rồi cuối cùng là Miriam và Aaron đứng về một phe xử lý ông này, mấy người kia đứng về một phe bảo vệ ông này, mấy người kia nữa đứng về một phe, rồi là cứ nhiều phe như vậy thì cuối cùng uy quyền của Đức Chúa Trời ở đâu? Các đời cho có amen không? Không nói chuyện đúng sai. Đức Chúa Trời là không nói chuyện đúng sai. Đúng hay sai là ở Chúa. Chúng ta không có quyền để nói chuyện đúng sai. Uy quyền mà Chúa đặt để chúng ta phải thuận phục thì chúng ta phải thuận phục. Chính phủ, những cái người công an hay những người địa phương, người ta có uy quyền, người ta làm uy quyền đại diện, và chúng ta không căn cứ vào chuyện đúng sai, chúng ta phải tuân thủ. Còn lại uy quyền đại diện mà có vấn đề thì bên trên đó sẽ xử lý. Bây giờ anh em trong gia đình, nhắc lại, anh em trong gia đình mà có vấn đề thì người cha người mẹ sẽ xử lý. Đấy mà gia đình tôn ti trật tự. Thế còn vợ chồng có vấn đề thì vợ chồng trong gia đình có vấn đề nhé, thì cuối cùng cả hai người có vấn đề, đúng không? Sau rồi khi mà hai người chưa giải quyết được, nếu như cả hai người đều có linh của sự vâng phục Chúa thì sẽ vì sự vâng phục Chúa mà vâng phục lẫn nhau, thì gia đình nó sẽ êm ấm. Còn nếu không thì mỗi người cho mình là đúng sai, đúng sai, sai đúng, ông đúng tôi sai, và cuối cùng cái luật đúng sai, cái luật đó nó ở ngoài thế gian, nó sẽ tràn vào trong gia đình, và cuối cùng luật của Chúa không thể thi hành được ở trong đời sống của chúng ta. Luật của Chúa là uy quyền thuộc về Chúa, còn luật thế gian là uy quyền đúng sai. Sai anh mà sai thì anh mất uy quyền, còn lại á thì nó khác đi. Chút nữa chúng ta sẽ nói nha, không phải tất cả một cái sai đều được bảo vệ nha. Chúng ta biết là uy quyền đại diện cũng có gì, cũng có giới hạn thôi, chứ không phải là tuyệt đối đâu. Chút nữa chúng ta sẽ nói. Nhưng mà trong câu chuyện này rõ ràng, chúng ta nghiên cứu kỹ là hai người lầm bầm vì cớ Môi-se đã cưới người vợ như vậy. Nhưng mà câu 2 thì không phải lầm bầm, họ vượt ra khỏi sự lầm bầm. Bây giờ họ có kế hoạch hạ bệ Môi-se xuống, và họ sẽ lãnh đạo Môi-se, họ sẽ lãnh đạo mọi người. Họ đạp Môi-se xuống vì cớ Môi-se sai lầm. Chính vì vậy cho nên Đức Chúa Trời nghe, Kinh Thánh bảo là Chúa nghe thấy lời đó, lời trên lầm bầm Chúa biết, nhưng mà vì vậy cho nên Chúa không xử lý. Nhưng mà đến câu thứ 2 thì Chúa, Kinh Thánh bảo là Chúa nghe hai người đó định hạ bệ Môi-se. Cho nên Chúa binh vực Môi-se là binh vực cái chỗ này, chứ Chúa không hề nói đến cái chuyện là Môi-se đấy người nữ Ê-thi-ôpi là đúng. Chúa không binh vực chuyện cái câu đầu tiên, câu số 1, mà Chúa binh vực câu số 2. Cái câu binh vực Môi-se ở câu số 2, người mấy người đó hiệp lại và bắt đầu tìm cách hạ bệ Môi-se. Chúng ta thấy khi mà đụng vào các bạn, để tôi nói tiếp đó, xin các mục sư đừng nghĩ là tôi đang cổ suý cho cái vai trò của tôi. Các mục sư có amen không? Tôi đang nói theo lời Chúa. Các amen, các mục sư có amen không? Tất cả mọi người trong chúng ta đây đều là những uy quyền đại diện. Đừng nghĩ rằng tôi đang cổ suý cho cái vấn đề này. Còn nhiều vấn đề chúng ta sẽ thấy. Rõ ràng là Chúa, cái câu chuyện mà Chúa xử lý ở đây, chúng ta thấy rõ ràng
là Chúa đang bảo vệ cái uy quyền đại diện của Chúa, chứ không phải là Chúa bảo vệ cái sai. Không, Chúa không bảo vệ cái sai của Môi-se, nhưng mà Chúa bảo vệ cái uy quyền đại diện. Chúng ta tiếp tục đi. Bốn nhỏ trong phần cái phần này. Cuộc nổi loạn của bè đảng Cô-rê, Đa-thang và Abiram ở trong Dân Số Ký đoạn 16 câu 1 đến câu 14. Cuộc nổi loạn tập thể của những người Lê-vi, người phái Ru-ben và 250 người có tiếng tâm. Môi-se nghe nhưng không nổi giận, không bối rối, không cố gắng vận dụng uy quyền, không đáp lại một linh sai trật bằng linh đúng đắn. Nhưng Đức Chúa Trời không thể bị tách rời khỏi uy quyền đại diện của Đức Chúa Trời. Không ai có thể vừa khước từ đại diện của Đức Chúa Trời lại vừa đón nhận Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phải cất đi sự nổi loạn giữa vòng dân Ngài. Mặt đất mở miệng nuốt chửng Cô-rê, Đa-thang và Abiram. Gia đình, tài sản của họ, khi có sự nổi loạn thì mặt đất há miệng ra. Chỉ có sự thuận phục uy quyền mới đóng chặt cửa âm phủ và tuôn đổ sự sống. Amen. Một sự dừng lại đó đi ạ. Một sự đọc dùm tôi ở trong máy chiếu kìa. Chúng ta để ý Dân Số Ký nha, dài lắm. Đoạn 16, nhưng mà chúng ta chỉ đọc từ câu 1 đến câu 13 thôi. Câu 1 đến câu thứ 14. Cô-rê, con trai Dis-se-hu, cháu của Ca-hát, chắc của Lê-vi và mấy người Ru-bên là Đan và Abiram, con trai Eliab với Ôm, con trai Phê-lết, sắc sược nổi lên chống nghịch Môi-se, cùng theo họ có 250 người Israel đều là cấp lãnh đạo cộng đồng danh tiếng, đã từng được bổ nhiệm vào nghị viện hội đồng. Họ kết đảng chống nghịch Môi-se và A-rôn và tố cáo: các ông thật là quá quắt, toàn thể cộng đồng đều là thánh và Chúa đang ở với mỗi người trong cộng đồng, vậy tại sao hai ông đặt mình lên cao hơn hội chúng của Chúa? Amen. Cái này tới Chúa, xin cái này tới Chúa tỉnh ngủ một chút. Cái chỗ này nó rất là rõ ràng. Ở đây cái gì? Cô-rê, con trai của Dis-se-hu, nhỏ quá tôi đọc không có được. Cháu của Ca-hát, chắc của Lê-vi và mấy người Ru-ben là Đa-thang và Abiram, con trai Eliab với Ôn, con trai của Phi-lết, sức sược nổi lên chống nghịch Môi-se, cùng theo họ có hơn 250 người Israel. Đều là gì đây? Đều là cấp lãnh đạo cộng đồng danh tiếng, đã từng được bổ nhiệm vào nghị viện hội đồng. Họ kết đảng chống nghịch Môi-se và A-rôn và tố cáo. Chúng ta xem cái họ tố cáo này: các ông thật là quá quắt, toàn thể cộng đồng đều là thánh và Chúa đang ở với mỗi người trong cộng đồng, vậy tại sao hai ông đặt mình cao hơn hội chúng của Chúa? 250 người này là 250 người lãnh đạo đã từng được bầu chọn ở trong nghị viện, và 250 người này mới chỉ trích Môi-se đó. Tất cả chúng ta đều là lãnh đạo, tất cả chúng ta đều là thánh, ông cũng thánh, chúng tôi cũng thánh, ông là lãnh đạo, chúng tôi cũng là lãnh đạo nghị viện, thế tại sao mà hai ông lại cất lên cái ông lại có quyền để cái ông lãnh đạo? Ý là như vậy. Các đệ tớ Chúa, đây là chúng ta minh định nhá. Tôi một lần nữa trước khi nói tiếp, tôi phải nói đề nghị các đệ tớ Chúa đừng bao giờ nghĩ rằng tôi đang cổ xí cho vai trò của tôi. Tôi đang nói lại thật. Tất cả mọi người, 250 lãnh đạo đó và Môi-se đều là lãnh đạo đúng không? Đều là những người thánh đúng không? Nhưng ở đây, chúng ta đang nói đến là cái người uy quyền đại diện trong đó là ai? Là ai? Là Môi-se. Nhưng mà 250 người kia họ đánh đồng hết á. Họ bảo các ông cũng như tôi cũng như các ông. Ai cho phép các ông? Chúng tôi cũng tài năng bằng ông. Chúng tôi cũng có thể là sinh trước cả ông nữa. Chúng tôi có học thức giống ông mà có thể hơn cả ông nữa. Thế tại sao ông lấy cái quyền gì mà ông để ông lãnh đạo? Và đó là cái điều dại dột. Họ quên mất đây là cái cách mà Đức Chúa Trời đặt để. Cho nên hội thánh, trong hội thánh các đệ tớ Chúa, có ai mà người ta so sánh như vậy không? Khi mà chúng ta làm lãnh đạo, khi mà chúng ta đại diện cho một uy quyền, thì có thể chúng ta sẽ bị nghĩ như thế. Nhưng mà ở đây Chúa xử lý. Chúa xử lý và cuối cùng là đất đã há ra và Chúa đã xử lý. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nói hành đến đại diện uy quyền, đến nói hành đại diện uy quyền và xúc phạm đại diện uy quyền, nói lầm bầm là còn đỡ các đệ tớ Chúa. Sau này cái lời nói mà từng nói ra hơi lầm bầm trong lòng còn đỡ, lầm bầm ra miệng đó, mệt rồi. Hành xử cho tư tưởng để chống nghịch mà bè đảng chết nữa. Tôi đã suy nghĩ, tôi nhìn thấy cái cách mà lúc trời hành nó có nhiều lắm, cái đề tư nhiều lắm, trong kinh thánh rất nhiều.
nghĩ trong đầu đã là một cái điều sai với Chúa, rồi lầm bầm ra miệng là một điều sai nữa, bắt đầu kết bè kết đảng lại, rồi sau vẫn nổi loạn lên là một vấn đề nữa. Cho nên Chúa ý họ không biết được thế nào là đại diện, đồng ý tất cả mọi người như nhau. Ngày hôm nay có nhiều người nói là chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của David. David có phải là người được sức giàu không? Có để cho Chúa. Saul có phải là người được sức giàu không? Nhưng mà Saul săn đuổi David, tìm mọi cách để giết David. Cái lúc mà David chưa được ngồi trên ngai, ông phải chạy trốn. Đến lúc mà ông cắt cái vạt áo của vua Saul, rồi cái lúc mà ông nói là ông nói với những người đi theo ông rằng, những người theo ông nói là đây là cơ hội mà Đức Chúa Trời trao mạng sống của Saul vào tay của vua. Đây là cơ hội để vua chấm hết những ngày tháng phải chạy rong ruổi. Đây là cơ hội để vua ngồi trên ngai, hãy giết nó đi. David nói sao? Ta xin các ngươi chớ đục vào người được sức giàu. Nhưng trong bản dịch khác thì là chớ người đụng vào người đại diện của Chúa. Bây giờ tôi hỏi các đại tớ Chúa nha, Saul được sức giàu đúng không? David có được sức giàu không? David cũng được sức giàu mà, nhưng mà cái sự sức giàu đại diện nó khác. Các đại tớ Chúa có amen không? Cái uy quyền đại diện nó khác. Cũng là lệnh cán bộ, nhưng mà cái ông đại sứ quán được sức được ủy thác đi ra đại diện cho quốc gia Việt Nam, đi ra ông nó ông khác, ông ấy là đại diện. Còn những người trong đại sứ quán cũng làm việc, nhưng mà cái ông đại diện cho chính phủ có văn bản đàng hoàng công nhận là ông này là đại diện cho chính phủ, được đặt trụ sở ở tại London, thì ông ấy là người đại diện. Có thể tôi được amen không? Sao không amen đi? Tôi nói sai à? Đây là chúng ta phải tương tác đỡ buồn ngủ. Các bạn, các mục sư phải amen để cho tôi biết là các mục sư đang sống và tôi đang nói chuẩn. Tôi không nói gì hết. Đúng cũng không nói gì mà sai cũng không nói gì. Vâng. Tôi xin các đầy tớ Chúa đừng bao giờ nghĩ rằng tôi đang cổ sẽ không phải đâu. Chúng được phước lắm. Từ ngày tôi hiểu ra vấn đề này, tôi xin được thuận phục. Tôi xin, bởi vì thuận phục nó có cái giá trị. Khi mà tôi thuận phục thì bên dưới tôi thuận phục tôi. Ma quỷ phục tôi. Nó không dám tấn công tôi, ít nhất là như thế đi. Và Đức Chúa Trời yêu tôi. Tôi thích cái điều đó, bởi vì Chúa thích cái sự thuận phục. Chúa không cần ai ý kiến, vì Ngài quá giỏi rồi, đừng có ý kiến với Ngài. Có để cho Chúa có amen không? Chúa cần có những con người đến mà vâng phục Ngài, nó sao cứ làm đúng như vậy được, đừng có ý kiến với con gì cả, bởi vì Chúa là của tất cả mọi sự khôn ngoan. Chúa không gọi chúng ta đến để ý kiến với Ngài. Chúng ta không có quyền để nói chuyện đúng sai ở đây. Luật đúng sai chỉ có khi mà Adam và Eva bắt đầu phạm tội, mắt mở ra và bắt đầu nhìn thấy đúng sai. Và từ ngày biết đúng sai tới bây giờ, con người phải đau khổ vì vậy. Cho nên Chúa Giê-xu, Ngài đã về xuống thế gian để thiết lập lại một vương quốc khác. Có nghĩa là ở đây chỉ có sự thuận phục, không có đúng sai ở đây. Các hầu thánh của Chúa, người lãnh đạo đại diện cứ thuận phục Chúa. Rồi dân sự thuận phục Chúa, thuận phục đại diện uy quyền. Tôi đảm bảo thiên đàng ngay ở dưới đất này. Còn cái sự đau khổ nó đến, ma quỷ nó tấn công, không có uy quyền, không có quyền năng, là bởi vì không có sự thuận phục. Chứ không phải tôi đang cổ suy để làm sao cho Hội Thánh Phương Tập Đoàn Việt Nam bước đi trong sự thuận phục để mà tôn vinh cái uy quyền đại diện. Không phải, nhưng mà chúng ta nghiên cứu kỹ, Chúa rất tôn trọng đại uy quyền đại diện của Ngài. Cho nên sai đúng, Chúa sẽ xử người đó. Các bạn thấy rõ ràng không? Đến lúc mà Chúa xử Môi-se, các bạn thấy chưa? Xử nhẹ nhàng, không ai cần tố cáo. Không cần ai tố cáo Môi-se. Không cần ai giúp cho Ngài hiểu ra vấn đề. Không còn cần ai đến ý kiến với Ngài rằng Môi-se đã sai, Môi-se đã vi phạm, Môi-se đã lộng quyền. Không cần ai nói. Không ai biết chuyện đó, chỉ có Chúa với Môi-se biết. Rõ ràng Chúa bảo là như thế. Cuối cùng đến không phải làm như thế mà còn đập, rồi còn chửi. Còn vừa chửi vừa đập cho nó bỏ tức cái dân này. Chúa bảo ngươi không tôn ta là thánh nên thánh, cho nên ngươi ở lại. Có để cho Chúa có amen không? Đau không? Sự kiêu này đau, cả cuộc đời người ta thế hệ sau đi vào xứ hứa, còn bản thân mình đứng ở ngoài mà nhìn. Có lần năn nỉ Chúa bảo cho ngươi cơ hội đứng ngoài mà nhìn. Đau không? Có để cho Chúa. Ông đó là lý do tại sao mà ông Phaolô ông bảo là tôi e rằng tôi đưa nhiều người vào vương quốc Đức Chúa Trời mà tôi phải đứng ở ngoài. Cho nên xin Chúa, ngày mai tôi ao ước rằng truyền thông sẽ giúp dùng tôi cái hình ảnh của thiên đàng bước vào chỉ bởi một chữ vâng phục có quyền, không ai cản, không thiên sứ nào cản, không có ba ngôi Đức Trời nào cản. Cứ miễn làm sao trên người đó có mang chữ vâng phục, người đó sẽ vào. Có để cho có amen không? Không phải là làm cái gì, không phải là mở được bao nhiêu hội thánh, không phải truyền giáo được bao nhiêu, không phải dâng hiến bao nhiêu tiền. Không phải dâng hiến tiền mở được bao nhiêu hội thánh mà nổi loạn, vương quốc của Đức Chúa Trời cũng bị tối tăm. Chúa cần con người vâng phục. Có để cho có amen không? Vâng phục. Chị
chính vì lẽ đó mà Đức Chúa Trời đem Ngài lên đất cao, chúng ta đã chứng minh với nhau. Tôi cứ nhai đi nhai lại để chúng ta hiểu rõ cái giá trị của sự vâng phục. Chính vì lẽ đó là lẽ nào? Chính vì cái lẽ Chúa Giêsu vâng phục mà Đức Chúa Trời nâng Ngài lên đất cao. Không phải cái lẽ là Chúa Giêsu đã xuống thế gian này giải cứu, chữa lành, đuổi quỷ. Quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Các bạn để ý cái chỗ này. Quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Vâng phục thuộc về chúng ta. Cái gì của chúng ta có đó, nó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta có làm Chúa đẹp lòng rồi thì Chúa ban quyền năng. Các đời chưa qua amen không? Quyền năng của Ngài, Ngài chỉ ban cho những người vâng phục thôi. Và vâng phục thì có ý quyền. Bảy đứa con của Sê-va đuổi quỷ. Các đời chưa qua amen không? Đó, làm sao vậy? Bảy đứa con của Sê-va đuổi quỷ. Cuối cùng quỷ nó đánh cho chạy tan tác vì không có ý quyền. Bởi vì không biết thuần phục là gì. Không biết thuần phục là gì mà chỉ thích quyền năng thôi. Không thích ý quyền thuần phục mà lại thích quyền năng, ta đây là đuổi được quỷ. Cuối cùng quỷ nó đánh cho chạy tan tác. Ở Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 đến 24 nói, không phải những kẻ nói lạy Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu, phải là những kẻ làm theo ý muốn Cha ta. Đến ngày đó sẽ có nhiều kẻ đến thưa cùng ta rằng tôi đã từng nhân danh Chúa mà gì? Đuổi quỷ. Nói tiên tri làm phép lạ. Chúa nói như thế nào các bạn? Chúa nói rất rõ ràng. Những kẻ làm gian ác, ta không biết. Ta không biết các ngươi lùi ra. Tại sao vậy? Đuổi quỷ làm phép lạ nói tiên tri có oai không? Tốt không? Tôi cũng từng là người đó. Và tôi cũng từng ước mong như vậy. Bây giờ tôi vẫn ước mong như thế. Nhưng tôi đã hiểu một điều. Bên cạnh đó, tôi ước mong tôi phải là kẻ vâng phục. Các đời chưa có amen không? Tại sao Chúa bảo ta không biết các ngươi? Là bởi vì những người đó, đó là những người họ làm theo nhu cầu. Họ để cho nhu cầu điều hành họ. Nhu cầu của nơi này, nơi kia, người này, người kia có nhu cầu cần đuổi quỷ chữa lành giải cứu. Họ làm theo nhu cầu, sau sự điều hành của nhu cầu của con người. Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ làm theo sự điều hành của Chúa mà thôi. Chúa, chúng ta phải vâng phục Chúa. Các đầy tớ chúng có amen không? Chúng ta là đầy tớ của Chúa thì chỉ có Chúa mới sai khiến chúng ta mà thôi. Chúa là đấng chúng ta cần phải vâng phục. Chúng ta không vâng phục ý muốn của mình, chúng ta không vâng phục cái nhu cầu của người khác, mà chúng ta phải vâng phục ý muốn của Chúa. Ở đây Chúa muốn nói với mấy người đó rằng ngươi làm những điều đó là tốt, nhưng còn vâng phục ở đâu? Ta không nhìn thấy hai chữ vâng phục ở trong ngươi. Ta không nhìn thấy ngươi nổi loạn, ngươi làm nhiều chuyện tệ hại, ngươi không biết vâng phục. Cho nên Chúa nói rằng ở những kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi, hãy lui ra. Tạ ơn Chúa, Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam của chúng ta là tiên phong trong lĩnh vực đi trong ân tứ, trong quyền năng, dấu kỳ phép lạ, đuổi quỷ chữa lành làm phép lạ. Nhưng mà cũng chỉ bởi ở trong Hội Thánh chúng ta có rất nhiều, có để cho Chúa, những người bậc trưởng lão ở đây chứng kiến, có rất nhiều người chức vụ đã tan quang, đi theo tải giáo, gia đình thì tan nát, chức vụ thì đổ bể, đi đâu là gây rối đó, bởi vì họ không có sự vâng phục. Còn chúng ta ở đây còn nhiều các mục sư đang bước đi trong ân tứ, từng đuổi quỷ chữa lành làm phép lạ, mà các mục sư vẫn trưởng thành, các mục sư vẫn kết quả trong chức vụ, là bởi vì các mục sư của chúng ta có sự vâng phục. Cho nên nó tồn tại. Cho nên chúng ta làm mọi mục vụ nhưng không thể thiếu sự vâng phục. Các đời tôi cho qua amen không? Không có sự vâng phục thì không bao giờ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa sẽ nói với chúng ta những kẻ làm gian ác lui ra, ta không biết các ngươi đâu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để rồi mỗi chúng ta phải đi đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi nhai đi nhai lại. Một kẻ không vâng phục, đó là đầu tiên là cái gì? Phải nói đến thiên sứ. Thiên sứ được dựng lên không vâng phục. Rồi sau đó Adam, Eva cũng không vâng phục. Của cả sự đau khổ đến trên loài người, Đức Chúa Trời quyết định chính Ngài xuống thế gian này, hóa thân là một con người như con người, chúng ta bắt đầu vâng phục và học vâng phục, đưa ra một khuôn mẫu của sự vâng phục. Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài đã vâng phục, chính vì vậy cho nên là Ngài đã cứu được cả thế giới này. Và qua đời sống của Chúa, chúng ta ai có đinh vâng phục của Chúa Giêsu thì đem sự cứu rỗi cho gia đình của mình. Ai có sự vâng phục giống như Chúa thì đem sự cứu rỗi cho nhân loại. Chúa đẹp lòng bởi những con người vâng phục. Chúa không cần những người tài năng. Các đệ tử cho amen. Chúa cần có ai đó biết vâng phục Chúa đến để Chúa đổ mọi quyền năng, mọi sự sống cho. Có nhiều người nghĩ rằng tôi thành công, tôi đã làm được nhiều điều cho Chúa. Không đâu các đệ tử Chúa. Có những con người không thấy kết quả gì bên ngoài cả, nhưng cả đời họ là quỳ xuống thuận phục hết, thuận phục Chúa, cứ cầu nguyện dâng hiến, làm âm thầm trong bóng tối, chả ai ca tụng, chẳng ai nghĩ là người đó thành công cả. Nhưng trong con mắt của Đức Chúa Trời, người đó là người lớn, người vĩ đại đấy. Các đời tôi có amen không? Có nhiều khi có nhiều người ở bên trên cao quá, ngây ngất, cẩn trọng. Đó là lý do tại sao tôi rất là cẩn trọng với cuộc sống của tôi, sợ lắm. Bởi vì tôi đụng Chúa rồi. Tôi đụng Chúa nhiều lần. Đụng tới mức độ mà tôi nói là Chúa ơi, một lần đủ cả cho con rồi. Từ nay trở đi, con không bao giờ thấy Chúa làm phép lạ cho con nữa.
con Chúa không ban phước cho con nữa. Tôi nói là nói vậy thôi, vì tôi quá là tôi quá là cái gì tôi không nói được. Thì tôi nói thế thôi, nhưng mà dù không thấy gì nữa con vẫn đi theo Ngài, con vẫn thờ phượng Ngài. Bởi vì nó quá một lần quá sâu sắc. Nhưng mà Chúa làm trỗi hơn điều mình cầu xin và suy tưởng. Chúa vẫn cứ ban phước cho mình. Có thể tôi cho qua amen không? Nhiều khi Chúa đụng tôi đến mức độ tê tái luôn. Tôi không bao giờ dám, không bao giờ dám khinh suốt nữa. Tôi không dám rớ vào, không dám đụng vào cái phạm trù mà không bao giờ được phép. Có thể tôi cho qua amen không? Con người ta lý luận thả hồn để nói thỏa thích thôi, nghĩ thỏa thích, chỉ trích trong môi miệng của mình, nghĩ cho các người này người kia, đoán xét, cuối cùng không giống Chúa chút nào. Chúa là nhân từ, Chúa là tha thứ, Chúa là cảm thông, Chúa là yêu thương, Chúa là vâng phục. Còn đầy tớ Chúa ngày hôm nay có nhiều hệ phái nữa, và tôi và các bạn nữa, nếu không cẩn trọng thì chúng ta đi ngược lại. Có đầy tớ Chúa có amen không? Giống Chúa là giống trong tất cả mọi lĩnh vực. Người ta chỉ muốn giống Chúa trong quyền năng thôi. Nhưng mà để có quyền năng phải có y quyền, để có y quyền phải có sự thuận phục. Giống Chúa ở quyền năng là điều ai cũng khao khát, nhưng mà giống Chúa trong sự thuần phục chứ. Kinh Thánh nói, không phải tôi nói. Bởi lẽ đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên đất cao, bởi lẽ vâng phục. Nghe rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên sự vâng phục nó quyết định đời sống của chúng ta. Ngay trong gia đình thôi, hai vợ chồng có thể ý tưởng khác nhau, vợ khác chồng, chồng khác vợ, nhưng có một cuộc cãi lộn là có thể nó nảy lửa. Nhưng mà vì cớ sự kính sợ Chúa, vâng phục Chúa, hai người nín đi vâng phục nhau thì tự nhiên sự bình an nó đến. Có đúng không? Cái lời đó Chúa. Chứ còn cứ thỏa thích, không cần biết uy quyền của Chúa đâu cả, ta thỏa lòng thôi, ta chỉ trích, ta thỏa lòng rồi chỉ tay vào mặt nhau, nói đủ thứ cả, thì điều đó không đem đến sự vinh hiển của Chúa. Chức vụ đó không phải là một chức vụ quyền năng. Ở trong hội thánh cũng vậy nữa. Cần xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta hiểu rõ đâu là uy quyền đại diện. Có thể giới chúc amen không? David nói rằng ta xin các ngươi đừng chớ đụng vào người được sức giàu. Nhưng bản dịch khác là ta xin các ngươi chớ đụng vào đại diện của Chúa. Bởi vì David cũng được sức giàu. Có thể giới chúc amen không? Không phải chỉ có Saul, David cũng được sức giàu. David biết rõ điều đó. Ở đây chúng ta nói thêm, trước khi chúng ta chuyển qua cái khác. Trong cái câu chuyện David hồi sáng tôi nói đó, có là uy quyền mà có được nhờ tạo nên ấy, David cũng có cái đó đó. Chúa Giêsu rồi đến David. Các đệ tớ Chúa này, Chúa sức giàu cho David về cái giáo lý nhá. Thì David được sức giàu làm vua chưa? Nhưng mà ông đã được ngồi trên ngai chưa? Ông đã thật sự có uy quyền thật chưa? Ông đã được Chúa ngồi trên ngai và chỉ định nhân sự đây là vua có chưa? Chưa có. Ông được sức giàu để làm vua. Cái vấn đề nó khác với cái vấn đề ông trở nên vua uy quyền đại diện. Ông chưa được đại diện. Bởi vì bên trên ông, bên cạnh ông còn có một vị vua. Đó là Saul. Có đúng vấn đề thưa Chúa? Và ông đã có được uy quyền. Uy quyền đại diện nhá. Sức giàu là Chúa nhá. Ông có được uy quyền đại diện. Đó là nhờ sự thuận phục. Nhờ sự thuận phục. Thuận phục ở đây có nghĩa là không chỉ trích, không hạ bệ, không có đụng vào người đại diện, không đụng vào người được sức giàu. David có làm điều đó không? David có xúc phạm vào Saul không? David có tìm cách giết Saul không? David có triệt hạ Saul không? Không. Ở trong Kinh Thánh cho ta biết là Chúa thử David. Chúa đưa vào tay David những cái cơ hội phải nói ngàn năm có một. Đến nỗi mà những người đi theo ông phải nói đây là cơ hội cho ông rồi. Bao nhiêu năm qua ông phải chạy trốn, ông không được ngồi trên ngai vua. Và đây là cơ hội để ông không phải chạy trốn nữa. Đây là cơ hội để ông có thể ngồi trên ngai vua, rút ngắn thời gian, giúp Chúa rút ngắn thời gian, vì Chúa muốn ông làm vua. Bây giờ ông hành động một cái thì giết nó đi, thì ông cũng giúp chương trình của Đức Chúa Trời nó sớm được hiện ra. Có nhiều lý do để nói lắm. Ông giết đi là xong, coi như là ông cũng sớm được ngồi trên ngai vua, không phải có những ngày lăn lộn như này nữa. Ông giúp cho chương trình của Chúa được sớm hình thành. Nhưng David nói sao? David thà rằng cái chương trình của Đức Chúa Trời bị trì hoãn, chậm lại, thà rằng ông chậm lại còn hơn là ông lại tra tay vào người đại diện để ông giúp Chúa thực hiện chương trình. Đức Chúa Trời biết chuyện đó, có để ra Chúa. Và chính vì vậy cho nên sau đó đã có hai chi phái. Sau đó là ông thay thế Saul. Và thật là tuyệt vời, hai chi phái phục ông. Còn 10 chi phái sau đó cũng phục ông. Và lúc này uy quyền mới được thiết lập một cách hoàn toàn.
mà ông có được cái uy quyền đó là vì có ông thuận phục. Nếu mà ông không thuận phục thì làm sao? Chắc tôi nghĩ là không có chuyện đó, bài test này Chúa cho phép xảy ra. Tại sao mà Chúa lại để cho một cái vị vua phải đi chạy đôn chạy đáo, chạy trốn Chúa, trốn lùi về Chúa ở đâu? Chúa không bảo vệ sao? David còn trẻ, còn nho, Chúa không bao giờ muốn một cái cậu bé như vậy mà ngồi trên ngai vua bao giờ. Chúa muốn cho David phải trở nên một uy quyền đại diện xứng đáng, là một con người phải nói nó có đầy dẫy cái phẩm chất của Chúa, không dám mà đụng vào cái uy quyền đại diện. Vì vậy cho nên xin Chúa giúp đỡ Chúa cho chúng ta, để chúng ta hiểu thấu được rằng Chúa có nhiều bài test cho chúng ta lắm. Cái đấy có amen không? Những người lãnh đạo khó chịu, đấy là cái cách mà Chúa test chúng ta đấy. Hỡi những anh chị em nhân sự, các mục sư quản nhiệm của mình nhiều lúc khó chịu với mình, hãy cẩn trọng, đừng có cơ hội được dậu ngã bị mịp leo tìm cách đạp vào xuống gia đình chúng ta lộn hết cả lên đấy. Có được cho có amen không? Xong amen. Chỉ có Chúa là uy quyền trực tiếp mới tuyệt vời thôi, còn tất cả những uy quyền đại diện trên đất này đều là những con người rất là khiếm khuyết. Và từ giáo hội chúng ta, từ tôi, mục sư Võ Văn Nạp và tất cả các mục sư ở đây đều có sự khiếm khuyết. Giữa uy quyền đại diện và uy quyền trực tiếp, uy quyền đại diện cách nhau rất xa. Vì vậy nên đây là bài test cho chúng ta. Đại diện là đại diện, chúng ta không thể nói đụt đúng sai, không thể nói ông đó ông tuyệt vời, ông này ông tuyệt vời lắm, bà này bà tuyệt vời lắm, chân phải phục ông ấy bà ấy. Không cần nói chuyện đúng sai, không cần chúng ta nhận xét là tuyệt vời hay là không, mà đã là uy quyền đại diện thì Chúa yêu cầu phải tuân thủ, phải phục uy quyền đại diện. Có nhiều điều tuyệt vời lắm Chúa ấy nói nè. Cái này nói trong gia đình, Chúa bảo ai phải phục ai trong gia đình. Bây giờ nói theo luật Chúa đi ha, còn chúng ta có quan điểm gì riêng tư thì tính sau. Cũng chính vì cái này mà hồi sáng tôi nói đấy, ngày trước không biết làm sao mà ai đó không biết, chắc là mục sư bảo nè, cái này ai mà sao mà tôi nãy tôi còn nhớ là ai mà chỉ định cho tôi đi dạy cái môn hôn nhân gia đình. Trong cái đó là có các bà mục sư, vợ của các mục sư trưởng ngồi đó nữa. Tôi mới nói được câu là trong gia đình nguyên tắc của Chúa là vợ phải thuận phục chồng. Tôi mới nói một cái là làm sao mà phục được chứ, vậy làm sao mà phục được. Tôi mất uy quyền đại diện, uy quyền đại diện bị xúc phạm, cứng đờ luôn, không nói được cái gì nữa. Trong một lớp học đó, có uy quyền đại diện không, có để ra chưa? Chúng ta quên rồi đây, chưa bảo lớp trưởng đấy. Lớp trưởng là uy quyền đại diện đấy, có để ra chưa, có amen không? Còn một cái uy quyền thuộc linh nữa là những người giáo sư, người ta còn đứng trên đây là người ta có uy quyền để mà chia sẻ. Uy quyền tìm ở đâu có uy quyền mà, có để ra chưa, có amen không? Trừ trong gia đình, sau bất cứ chỗ nào, vào trong lớp học có lớp trưởng không? Lớp học ở thế gian này có lớp trưởng không? Có giáo viên chủ nhiệm không? Uy quyền nằm trên đó, đó. Đừng có vội mà nhảy lên ông hiệu trưởng. Để cho chú amen không? Người ta mấy giờ là mấy giờ, mấy giờ học là hỏi lớp trưởng. Lớp trưởng là thông báo phải tuân thủ, phải tuân thủ ý kiến của lớp trưởng, bởi lớp trưởng đang đầu phục lãnh đạo bên trên. Cho nên chúng ta ở đâu cũng có uy quyền hết. Uy quyền Chúa đặt khắp mọi nơi, chúng ta đi đâu chúng ta cũng đụng uy quyền. Chúng ta không nhận diện được uy quyền là chúng ta gây rối, chúng ta tự gây rối cho mình, và đó là một điều nguy hiểm. Rồi bảo mấy giờ là mấy giờ, 1:30 học tiếp tục là 1:30 có mặt rồi. Thuận phục chứ? Cái đời chưa có amen không? Chúng ta đi, không đừng có 1:30 thì bắt đầu mới lục lịch ở đâu đó, ăn bớt của Chúa vài tiếng, vài phút không được. Phải thuận phục từ cái nhỏ đến cái lớn. Cái đời chưa có amen không? Ăn xong phải dọn dẹp cái phần chỗ mình ăn đi, có phải thuận phục không? Các bạn cứ để ý đi, bây giờ trong cái một nhóm người của chúng ta đây này, nếu mà thuận phục hết nha, có người thông báo, đại diện thông báo là chúng ta vui lòng, chúng ta đến đó, chúng ta ăn uống thì nó chật chội, chúng ta sẽ ăn xong, chúng ta mỗi người sẽ dọn dẹp cái vệ sinh cho cái phần ăn của mình. Nếu mà thuận phục hết, các bạn nha, để đi, lúc ăn xong nhìn lại coi, ghế bàn răm rắp, sạch không có một cái tăm. Có để tới chỗ amen không? Còn lại không thuận phục, chỗ này ngã nghiêng, ăn xong rồi bới ra, rồi đây cái rác kia, cái muỗng kia, cái đũa, cả một cái văn phòng nhìn nó như là cái sọt rác. Không ở đâu không có sự thuần phục là ở đó có rác rến. Có để là chỗ amen không? Gia đình mình mà không có thuần phục là rồi rác rến đầy trong đó, cãi lộn nhau bừa bãi, mặt nặng mặt nhẹ, hầm hầm, làm sao mà sự sống của Chúa có được? Không thế. Trong hội thánh mà không có sự thuần phục cũng vậy luôn, đầy dẫy rác rến ở trong đó, là cái linh của sự nổi loạn đầy dẫy trong đó, và không bao giờ có phước hạnh được. Chúng ta không thể
Chúng ta tiếp tục đi ạ. Đức Chúa Trời phải cất đi sự nổi loạn giữa vòng dân sự Ngài. Mặt đất mở miệng nuốt chửng đảng của Jonathan, gia đình của họ. Đọc tiếp phần đó. Khi có sự nổi loạn thì mặt đất hạ miệng ra, chỉ có sự thuần phục uy quyền mới đóng chặt cửa phủ và tuôn đổ sự sống. Những người thuần phục hành động không bởi giáo lý mà bởi đức tin để bước vào xứ hứa. Những người không thuần phục uy quyền chỉ nhìn thấy được sự hoang vu trong đồng vắng, thiếu cái nhìn của đức tin. 5. Sự lây lan của sự nổi loạn. Dân số ký đoạn 16 câu 2. Dân số ký đoạn 16 câu 1 đến câu 40. Cuộc nổi loạn của các nhà lãnh đạo 250 người bị đất mở ra và họ bị thiêu bằng lửa. Dân số ký đoạn 16 câu 41 đến 50. Cuộc nổi loạn của toàn thể hội chúng bị dịch khởi phát. 14.700 người chết. Linh nổi loạn dễ lây lan. Chúa tha thứ cho tội lầm bầm cả 10 lần trong đồng vắng, nhưng Ngài đoán xét tội nổi loạn. Ngài không chịu nổi uy quyền của Ngài bị xúc phạm. Nổi loạn là theo nguyên tắc của sự chết, là theo nguyên tắc của Satan. Amen. Chúng ta có muốn cho nguyên tắc của Satan nó được vận hành trong hội thánh của mình không? Chúng ta có muốn cho nguyên tắc của Satan nó vận hành trong gia đình của mình không? Và chúng ta cũng không muốn cho nguyên tắc của Satan nó được vận hành trên đời sống của chúng ta. Chỉ có một nguyên tắc thôi, đó là nguyên tắc của Đức Chúa Trời, nguyên tắc của sự thuận phục. Dù người lãnh đạo, người đại diện như thế nào, đó vẫn là uy quyền đại diện. Cho dù cái người uy quyền đó không làm được gì nữa, vẫn là uy quyền đại diện. Có thể nói cho có amen không? Tôi nói thật nhá, tôi nói điều này không phải là trước mặt mục sư Võ Văn Lạc tôi nói. Các đệ tớ Chúa ở trong thường trực tôi vẫn nói. Tôi nói với các đệ tớ Chúa ở trong thường trực. Cho dù như thế nào, tôi đang ở trong vai trò nào tôi không cần biết. Và đó là cái điều tôi nói. Khi nào mục sư Võ Văn Lạc xuất hiện, tự nhiên tôi muốn dành sự vinh hiển, tất nhiên sự vinh hiển thuộc về Chúa rồi. Nhưng mà tôi muốn dành điều tốt nhất, sự vinh hiển tốt nhất cho mục sư. Đây là cái điều tôi vẫn nói, không hề có mục sư Lạc ở đây tôi nói. Nhưng mà tôi vẫn thường nói. Tôi đi đâu tôi vẫn thường nói điều đó. Bởi vì cái uy quyền đại diện của Chúa, mặc dù trong giai đoạn này nó khác, nhưng mà Chúa vẫn tôn trọng những người mà Chúa đã đặt để. Có để cho Chúa có amen không? Đó lý do có để cho Chúa này. Ba tôi 103 tuổi, già, ngày xưa ông hét ra lửa, là một bệnh viện trưởng. Ngày xưa thời bao cấp mà bệnh viện trưởng là to lắm. Ông ấy bây giờ nếu mà bước đi cũng phải có người đỡ, ăn là phải chăm sóc cho. Nhưng với tôi ông vẫn là uy quyền đại diện của tôi trong giai đoạn này. Ông không làm gì được. Chúng ta minh định giữa uy quyền và quyền năng khác nhau nhé. Không làm gì cả, không làm được gì cả, hoặc là không làm gì cả vẫn có uy quyền. Sự hiện diện của người đó vẫn có uy quyền. Cái súng nó không làm gì cả, nó có mặt ở đây, tự nhiên nhìn nó vẫn nể. Cái anh cảnh sát giao thông, anh không làm gì hết, tự nhiên anh ngồi đó, tất cả mọi người chạy xe cũng phải cẩn trọng. Các đệ tử Chúa có amen không? Chúng ta cứ lâu lâu tôi nhai lại để các đệ tử Chúa rằng giữa uy quyền và quyền năng khác nhau hoàn toàn. Tôi vẫn tôn trọng ba tôi. Và tôi đối với con mắt của tôi, cách nhìn của tôi, ông vẫn là uy quyền đại diện cho gia đình của tôi. Cho đến khi nào ông ấy được Chúa gọi về. Mặc dù không làm được gì nữa, tôi có nói với con tôi, con trai của tôi ở đây, và tôi nói nếu như bây giờ ba ông nội không phải như thế này, ông nội có trong ngân hàng có hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn tỷ đồng, thì có lẽ là con cháu ba đời cũng đến thăm. Không phán xét, nhưng mà có thể họ vẫn còn nhớ đến ông. Nhưng mà bây giờ ông trắng tay, tất cả mọi sự là trắng tay, không có gì hết. Nhưng đối với tôi, chữ hiếu thảo là một vấn đề, hiếu thảo với cha mẹ là một vấn đề. Nhưng với tôi, uy quyền đại diện vẫn nằm đó. Tôi không có quyền xúc phạm. Các đệ tử chưa có amen không? Với tôi là thế. Bất kể là gì, cái người đó đã từng là lãnh đạo, đang là lãnh đạo, người đó không làm gì hết, sự hiện diện của người đó tôi vẫn phải kính nể. Các đệ tử chưa có amen không? Lớn một tí được không? Hay là quan điểm riêng của tôi? Chúng ta khi mà chúng ta hiểu cái uy quyền, cái đá, các đệ tử Chúa, chúng ta phải đi tìm uy quyền.
mà thuận phục. Tôi nói ví dụ như các bạn trẻ, tôi dạy ở ngoài kia các bạn trẻ cũng thế. Ý là bạn mình thân với mình, rồi cái dẫn vào nhà, vào nhà chơi xong rồi đi lên lầu chơi, mình đi ăn phở đi, đi ăn phở. Ông bà cụ hay là ba mẹ người ta ngồi đó không có một lời. Chúng ta sống phải có kỹ năng, phải có văn hóa, phải biết rằng uy quyền trong cái nhà này không phải ở cái người bạn của mình đâu. Có thể nói cho qua amen không? Uy quyền nó nằm trong người cha, người mẹ kia kia ngồi sờ sờ đó. Không được một lời, bác ơi, con xin phép bác con lên lầu con chơi. Ông già, bà già sẽ nghĩ là, con, mời con lên. Người ta sẽ nói là mình, đứa trẻ đó, một thanh niên đó là người có văn hóa, có giáo dục, có dạy dỗ. Các đền lên cho amen. Đơn giản thôi, là bởi vì nó biết uy quyền đại diện ở đâu, không phải ở bạn nó đâu. Bước chân đến đâu phải tìm cái uy quyền đại diện. Hãy tìm uy quyền đại diện mà thuận phục. Rồi ví dụ đi ra ngoài, con xin phép bác, con đi với bạn đi ra ngoài ăn. Ok, con đi đi con. Là một việc nhỏ thôi mà cái ông người bà nó vui lòng. Cái đứa trẻ này, cái thằng này, con này, nó chơi với con mình, quả thật nó tốt, nó con văn hóa, có giáo dục. Nó còn lại phất lờ, bạn đứng trên là nháy đi luôn, không cần biết gì hết, đi ra khỏi nhà, đi tới đi lui. Cái uy quyền đại diện nó sờ sờ trong cái nhà người ta mà không nói một câu. Chúng ta không tôn trọng uy quyền đại diện, chúng ta không sẽ không được tôn trọng. Ủa, sao cái này ra chưa không anh? Tôi chia sẻ cho các bạn thanh niên, tôi nói điều đó, còn các mục sư đây tôi kể thôi, không dám nói các mục sư. Các mục sư là lão luyện rồi. Cho nên là khi mà cái uy quyền đại diện mà được tôn trọng thì chúng ta đang đi đúng trong đường lối của Chúa. Các bạn, nếu như chúng ta quen với một ông giám đốc của một công ty, chúng ta đi vào và chúng ta có thể nói là tôi là bạn của giám đốc. Tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn đi đâu đi được không? Nào, các bạn cho tôi biết đi. Đầu tiên là các bạn phải tìm uy quyền, đúng không? Uy quyền nằm ở đâu? Đúng, các bạn nói đúng. Uy quyền nằm ở, đầu tiên là cái barrier, nó sẵn có chữ stop, uy quyền nằm đó. Rồi bảo vệ có uy quyền không? Đừng nghĩ là ông bảo vệ, ông nhỏ, ông có uy quyền. Nếu mà chúng ta coi thường cái uy quyền, chính chúng ta sẽ bị coi thường. Mà nếu mà đây là bảo vệ của một công ty, còn nếu mà bảo vệ của một cái gọi là viện học quân sự, nếu mà là của quân đội, xin lỗi, nó túm cổ mình luôn ấy. Có để tới chú amen không? Đừng có đụng vào mấy ông quân cảnh bên ngoài, đeo lon hạ sĩ quan, thấy nó nhỏ quá, có thường đi rồi biết. Phóng xe vào đi, không cần trình xuất giấy tờ, không cần theo sự điều động đi, nó túm cổ mình liền, bất kể ông là ai. Ông là bạn của ông tướng trong đó, tôi túm cổ ông, tôi đưa ông ra tòa án binh, vì cái cớ là xúc phạm, vượt quyền. Các thầy tới chỗ có amen không? Chúng ta đi đâu? Một người có học thức, một người của Đức Chúa Trời, phải tìm ra uy quyền mà thuận phục. Các thầy tới chỗ có amen không nào? Phải tìm xem nó ở đâu, uy quyền nó nằm ở chỗ nào. Uy quyền là khắp mọi nơi, chúng ta ra ngoài đường đấy. Hồi sáng giờ mình nói rồi, nhìn cái bảng hiệu thôi nó cũng có uy quyền. Nhìn cái bảng cấm thôi, một buổi chiều thôi, cái gạch ở đây thôi, đều có uy quyền. Tốc độ của nó chỉ có bằng đó thôi, mình mượt đi, mình đáng chịu thôi. Uy quyền nằm khắp mọi nơi. Bước vào nhà người ta là có uy quyền. Các mục sư đang cười vì nói tôi chạy xe nhanh. Tôi chạy vì bội quá tôi chạy xe nhanh thì tôi bị phạt, thì tôi có lầm mầm đâu. Các đại tôi chú qua mẹ lắm, tôi có chống lại đâu. Bị phạt đi tôi phạt thôi. Nhưng mà tôi cũng hiểu rõ là tôi sai. Tôi nói cái gì mà tôi quên rồi. Không ạ, tôi nói trước đó. Chúng ta, sau khi mà tôi suy gẫm, tôi nghiên cứu đó, những người nào biết tôn trọng uy quyền là người đó luôn luôn được tôn trọng. Đấy, nếu mà coi thường cái ông bảo vệ, ông chưa thấy ông nhìn mình bằng một sắc mặt khác. Ông coi thường và mình xưng ra mình là bạn của giám đốc, bạn trai, bạn gái gì không biết. Thì ông, điều đầu tiên ông nghĩ là giám đốc có người bạn tệ quá, giám đốc có người bạn không xứng, ông này không biết có phải là bạn của giám đốc không nữa. Rồi ví dụ chúng ta đi vào có barrier hay là có bảng chỉ quẹo phải, đây là chỗ để xe,
chúng ta không rẽ phải. Rõ ràng cái bảng người ta có uy quyền, người ta bảo rẽ phải đi rẽ trái, chạy lòng vòng trong công ty nó rộng mênh mông, được không? Có để tới chưa? Tôi bảo sở công an, cái đường nó chằng chịt, các mục sư đi cùng biết rồi đấy. Ở trong sở công an đấy mà có tốc độ 5 km/h, chạy ẩu đi rồi biết. Trong sở công an nhá, không phải ngoài đường đâu, 5 km/h để bảng rõ ràng, rồi cái bảng chỉ như vậy. Tất cả mọi cái là một người lái xe, nếu ai là người lái xe thì phải đi tìm uy quyền rồi, nó nằm khắp mọi nơi trong trong đường phố rồi. Có để tới chú amen không? Lái xe mà không tuân thủ luật, không có tôn trọng uy quyền mà chính phủ đưa ra, là cứ nhắm mắt chạy, ta đâu có đường là ta cứ đi, ta thích phóng cho ta phóng là thôi, người đó luôn luôn gây rắc rối. Ở trong gia đình, ở ngoài cộng đồng xã hội, ở trong hội thánh, ở đâu cũng có uy quyền. Ở trong hội thánh có rất nhiều uy quyền khác nhau, ngày mai chúng ta sẽ nói, chứ không phải chỉ có một uy quyền. Có để tôi cho con amen không? Trưởng ban thanh niên, trưởng ban phụ nữ, trưởng ban thiếu nhi, rồi trưởng ban thờ phượng, rồi trưởng ban âm nhạc, rồi cái gì, mỗi một cái trưởng mà chúng ta đặt lên nó đều có uy quyền đại diện đấy. Có để tôi cho con amen không? Phải tôn trọng cái uy quyền mình đặt lên, mình tôn trọng Chúa dựng đến họ thì phải tôn trọng cái uy quyền mà họ có chứ. Đâu có nói là cứ tôi đi đến hội thánh địa phương thôi. Mà cái điều này là mục sư Võ Văn Lạc là cái người mà phải nói là đã đưa ra cho tôi một cái khuôn mẫu. Tôi không biết tôi có từ bao giờ, nhưng mà tôi nhớ là ông hay nói như thế, ông hay làm như vậy, và tôi cũng làm theo. Một trong những điều mà tôi đến hội thánh địa phương, kể cả bây giờ học trò của tôi là Phan Mạnh Thắng đi ra mở cái hội thánh nhỏ nhỏ ở ngoài Vĩnh Phúc thôi, nhưng mà điều đầu tiên là tôi dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn mục sư nhiệm chức Phan Mạnh Thắng đã cho phép tôi đến đây. Họ vẫn là uy quyền đại diện, đừng có xúc phạm đến uy quyền của người ta, đừng ý là mình to mình này kia mà xúc phạm đến người ta. Có để tôi cho amen không? Mình tôn trọng uy quyền thì mình được tôn trọng thế thôi, còn mình xúc phạm uy quyền của mình là ở chỗ khác. Tôi nói ví dụ này, đây nếu mà ở đây bầu một lớp trưởng, bây giờ thôi bầu cái người nhỏ nhỏ nhất đi, ai là lớp trưởng á, ai là nhỏ tuổi, các bạn thanh niên phía sau kia đứng lên xung phong dùng cái. Không ai chịu xung phong. À chỉ định. À chỉ định. Chỉ định mà không nhìn thấy, nó đeo kính. Nhìn thấy mặt mà lại không nhớ tên. Thôi các bạn thanh niên phía sau đứng lại đi, đứng lên đi, bên cạnh thầy Hưng đấy, bên cạnh anh Hưng ấy, chú Hưng ấy, chồng của cô Quỳnh ấy. Không biết, bên cạnh nó là đứng lên được rồi, không biết tên. Rồi bây giờ giả sử như bây giờ bạn ấy được chỉ định là lớp trưởng, thì có phải là trong tất cả mọi thông báo này, tất cả mọi chuyện này, chúng ta có phần phải đầu phục bạn ấy không? Đầu phục xong rồi cái lớp bị giải tán rồi thì bạn còn không? Có uy quyền nó còn không? À uy quyền hết, cảm ơn con rất nhiều. Chúng ta tìm bất cứ ở đâu cũng có uy quyền, và chúng ta nhiệm vụ chúng ta là phải thuận phục. Nếu chúng ta muốn được tôn trọng, nếu chúng ta muốn có uy quyền, chúng ta phải thuận phục. Thuận phục mới có uy quyền, và uy quyền rồi Chúa mới đổ quyền năng. Chúng ta nhớ kỹ, thuận phục là của chúng ta, còn uy quyền là của chúng ta, còn quyền năng là của Chúa. Chúng ta không tạo nên được quyền năng, miễn là chúng ta thuận phục vâng theo lời Chúa, tự khắc Chúa ở cùng với chúng ta. Mà Chúa ở cùng với chúng ta rồi thì có sự sức giàu, có quyền năng. Ma quỷ nó sợ chúng ta. Có thể thấy Chúa có amen không? Có thể Chúa có giải lao không? Mình giải lao 15 phút đi. Tôi không biết chuyện này. Một sự hiệp nói tôi cần một phút xin lỗi. Tôi tưởng xin lỗi tôi. Tôi không biết chuyện gì. Thì ra là như vậy. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà đâu phải ai cũng uống được cà phê đâu mục sư. Chúng ta tiếp tục chưa? Và chúng ta tiếp tục đi, mời mục sư Nguyễn Văn Thông giúp đỡ. Chỗ Văn Thông ạ, à? Dạ. Hello. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bài số 3. Tôi sẽ đọc từ đầu. Sự hiểu biết của David về uy quyền. David được ngai vua mà không phải phản loạn. Saul được sức giàu làm vua, nhưng ông không thuần phục uy quyền của Đức Chúa Trời, không chịu giết Amalek, cọng chiên, bò mập, nên Đức Chúa Trời đã sức giàu cho David làm vua. David ở dưới uy quyền của Saul, người lính, con rể của Saul. Saul tìm cách giết David. Samuel nhất đoạn 24:7, Chúa đặt mạng sống của Saul trong tay David để thử ông. David có thể giết Saul và thành vua, nhưng ông không đụng vào uy quyền đại diện của Đức Chúa Trời.
Ông thà nhìn thấy quyền làm vua của mình bị hoãn lại, kế hoạch của Đức Chúa Trời bị đình trệ, chứ không làm kẻ phản loạn. Amen. Chúng ta đọc Sa-bu-ên nhất đoạn 24 câu 5 đến câu 8 đi các đầy tớ Chúa. Những kẻ theo David nói cùng người rằng: này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông, ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi, hãy xử người tùy ý ông. Nào các đầy tớ Chúa nè, những kẻ theo David nói cùng người rằng: này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông, ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi, hãy xử người tùy ý ông. Có không? Đức Giê-hô-va có phán không? Rồi các đệ tử Chúa, tôi cũng không nghiên cứu kỹ về cái chỗ này á, nhưng mà Đức Giê-hô-va có phán với lại David là này là cái ngày mà ta sẽ phó vào kẻ thù nghịch vào tay không? Nhưng mà đây là ý của ai? Vâng, ý của đám đông này, xúi dục ông này. Đấy, mà cơ hội thì là đến với David rồi, rồi cộng thêm mấy người này xúi nữa. Nhưng David đứng dậy cắt trộm vạt áo tơi của Sauler, đoàn lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng các kẻ theo mình rằng: nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta, là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. David nói những lời ấy của trách các kẻ theo mình mà ngăn cản chúng xông vào mình Sauler. Sauler đứng dậy ra khỏi hang đá và cứ đi đường mình. Chúng ta thấy là David là một người thật sự mà nói là hiểu biết về cái uy quyền đại diện là như thế nào. Sáng giờ chúng ta nói rồi, có nghĩa là theo bản dịch này nói là ta không đụng vào người được sức dầu, nhưng mà có thể nói là ta không có đụng vào người đại diện của Chúa, bởi vì David cũng được sức dầu. Nếu tính theo câu mà kẻ sức dầu thì David cũng được sức dầu. Cho nên chúng ta thấy là David là một người hiểu rõ về uy quyền của Chúa. Cái sự thuận phục với vâng lời tuyệt đối là có một khoảng cách. Các đệ tử Chúa có amen không? Có tuyệt đối trong sự vâng lời không? David có vâng lời tuyệt đối không? David có vâng lời Sauler tuyệt đối không? Bây giờ David có thuận phục Sauler không? Nhưng mà David có vâng lời tuyệt đối không? Nếu vâng lời thì ông phải đứng lại rồi. Ông đứng lại thì Sauler giết rồi. Ở đây á, chúng ta thấy là cái giới hạn của sự thuận phục. Thuận phục có nghĩa là ta thuận phục với uy quyền mà Đức Chúa Trời đặt để không xúc phạm đến uy quyền, không tìm cách để hạ bệ uy quyền. Sauler có tìm cách để hạ David có tìm cách để hạ Sauler? Có tìm cách giết không? Không. Nhưng vâng lời có giới hạn. Ở đây có cái chỗ nữa, các bà mụ trong thời Cựu Ước các đời tới Chúa, khi mà ra cái lệnh là phải giết hết tất cả những đứa trẻ như vậy, các bà mụ có vâng không? Có thuận phục nhà cầm quyền tới mức độ giết hết không? À, tùy từng cái. Nhưng mà cái này chúng ta phải nhớ kỹ, đừng đưa ra mà mổ xẻ. Cái này là cái lệnh mà đi giết người. À, mà giết hết như vậy thì các bà mụ vẫn có thể có vâng lời có giới hạn thôi. À, khi mà nói là giết hết tất cả những đứa trẻ mới sinh từ 2 tuổi, vua Herod ra lệnh, bà Mary và ông Joseph có vâng lời không? Có không? Nếu vâng lời thì mang Chúa Giê-xu đến cho họ rồi. Không vâng lời nhưng mà có chống nghịch không? Chúng ta phân biệt nè, có chống lại không? Không, không có làm gì chống lại đâu. Chỉ có chạy trốn thôi. Chống lại là gì? Đứng lại mà chống lại, hay là rủa xả, hay là tìm cách mà chiến đấu, hay là chống lại thì mới gọi là chống lại uy quyền. Còn ở đây ấy, là hoàn toàn thuận phục cái uy quyền đó, được uy quyền đó, nhưng tôi không vâng lời được, thì cái đó là khác. À, có cái giới hạn. Ví dụ như là bây giờ mình nói một sư này, các một sư này, thường trực ban điều hành tổng hội phạm tội tà dâm, đi theo tà giáo, biển thu tiền bạc, đã được kết luận và có hội đồng xét duyệt. Nào, tín hữu có cần thuận phục không? Có vâng lời nữa không? Bây giờ có thuận phục, có vâng lời nữa không? Có để ra chưa? Không. Có giới hạn đấy. Nhưng mà ngoài, chúng ta nói đi nói lại, ngoài cái vấn đề tà dâm, tà giáo, biển thủ tiền bạc mà đã được hội đồng xét biển thủ, nó khác nha. Còn cái chuyện mà sơ suất hay là cái chuyện mà giống như không có ý biển thủ, nhưng mà nó thì sa sút về cái gì đó, thì đó không phải là tội biển thủ.
thì ngoài cái tội đó ra, chúng ta có quyền chống lại lãnh đạo không? Rồi, lúc mà nếu như bây giờ trên bên trên mà phạm tội như vậy, thì chúng ta sẽ vâng lời ai? Vâng lời ai mà thuận phục ai? Chúng ta nói rồi, có nhiều cấp độ đại diện mà. Chúng ta có thuận phục trưởng giáo khu vực không? Có không? À, chúng ta có thuận phục mục sư quản nhiệm hội thánh địa phương không? Ông trên ông sai, Chúa xử ông, không chống lại, nhưng mà Chúa xử. Nhưng mà không thể nào phục trong trường hợp đó. Còn ngoài trường hợp đó là vẫn phải phục. Cái đề Chúa có amen không? Không phải là chúng ta thích hay là không thích, vẫn phải phục, trừ cái vấn đề, ba vấn đề đó thôi. Còn ngoài ra họ không đi theo những cái điều đó, không vi phạm cái điều đó, họ vẫn là đệ tử của Chúa, thì chúng ta phải thuận phục và vâng lời. Rồi bây giờ bên lãnh đạo bên trên là như vậy rồi, phải không? Rồi, à, cái này hơi đụng nha, này đụng nha. Bây giờ mục sư quản nhiệm hội thánh địa phương tự nhiên nó bị cái ông nào bà nào tà giáo đến cám dỗ, lôi kéo cái người lãnh đạo. Xong rồi cái người lãnh đạo mới là đi theo tiền bạc, để đi theo cái này cái kia, rồi bắt đầu tự nhiên đổ lỗi cho thường trực ban điều hành tổng hội. Trong khi đó ban điều hành tổng hội không hề vi phạm gì cả, lúc này đòi cái tẻ tách không thuận phục nữa. Thì bây giờ tín hữu sẽ thuận phục ai? Thuận phục ai? Vâng, phải thuận phục lãnh đạo bên trên, ông khu vực trưởng, rồi bên trên nữa là tổng hội. Bây giờ đấy ông khu vực trưởng mà ông nổi dậy, ông mới chống lại lãnh đạo mà không vô lý thì làm sao? Thuận phục ai? Đấy, cái đây là cái giới hạn của sự thuận phục. Có thể giới cho có amen không? Tôi nhớ lại một vị mục sư ở Thanh Hóa năm 2013, khi mà vấn đề xảy ra, ông rất là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì các mục sư bên kia là người ân nghĩa của mục sư và giúp đỡ mục sư rất nhiều trong lĩnh vực hầu việc Chúa, ở trong tinh thần, ở trong thuộc linh, cũng như là mọi vấn đề. Nhưng khi mà chia tẻ ra như vậy đó, thì đi theo bên phía bên đây là, thì nó lại chống lại bên kia. Cuối cùng là ông mục sư rất là buồn. Cái khi mà bế mạc ngồi ăn phở ở dưới phở hoàng dưới quận 8, tôi nhớ mãi, ông ngồi cứ bần thần. Ông cứ bần thần. Cái tôi mới nói là, tôi này tôi ngồi bên cạnh ông, tôi nói mục sư à, đừng bao giờ quên cái tình nghĩa tự nhiên của con người, cái ân nghĩa của các mục sư giúp đỡ mình, đừng bao giờ quên. Một người sống phải biết ơn, là chúng ta phải nhớ ơn. Nhưng mà còn về sự công chính, xin Chúa soi sáng cho mục sư, để cho mục sư biết đâu là sự công chính. Là người của Đức Chúa Trời không đi theo tình nghĩa tự nhiên được, mà phải đi theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Ước mong sao mục sư không bị phân tâm. Mục sư ơi, hãy đến với họ và nói điều tốt lành nhất trong tình yêu thương, bởi vì họ đã là những người giúp đỡ mục sư, đừng bao giờ quên ơn, cho đến mãi mãi cũng đừng bao giờ quên ơn. Thế nhưng đứng vào để hầu về Chúa thì mục sư phải theo sự công chính, đó là lời tôi góp ý. Và sau ngay sau đó là ông có quyết định ngay, ông cảm ơn Chúa. Và chúng tôi khi mà chúng tôi đi ra ngoài đó để mà thăm viếng thì các mục sư thoải mái, bây giờ dứt khoát đi theo sự công chính. Cái đời đó cho có amen không? Mình có Chúa, các đệ tử Chúa, tôi đang nói với các đệ tử Chúa là những mục sư lãnh đạo, tôi không nói với tín đồ, đã là những người lãnh đạo, đã là uy quyền đại diện, chúng ta phải xác định được chúng ta cần phải vâng phục ai. Chúng ta phải đi theo lẽ thật và đi theo cái điều mà Chúa muốn chúng ta. Còn nếu không, chức vụ chúng ta sẽ ngả nghiêng, chúng ta để cho người ta lèo lái, chúng ta để cho những sự sai chật linh, sự sai chật lèo lái chúng ta, thì chúng ta sẽ không có kết quả trong chức vụ. Các đệ tử Chúa, các đệ tử Chúa có muốn kết quả trong chức vụ không? Có muốn chức vụ của mình là đầy uy quyền không? Mình nói con cái mình nó nghe à? Mình nói đằng sau nó nghe, nói ít mà nó nghe nhiều. Các đệ tử Chúa ao ước không? Còn không có uy quyền nói hoài nó không nghe, hét nó cũng không nghe, là bởi vì mình thiếu uy quyền. À, các bạn có ao ước rằng chức vụ của mình đầy quyền năng không? À, quyền năng trong lời nói, quyền năng trong sự giảng dạy, quyền năng ở trong sự ra quyết định, quyền năng ở trong sự điều hành. Chúng ta điều hành những người đại diện gia đình chúng ta, chúng ta mà có uy quyền rồi, chúng ta điều hành cái gì Chúa cũng sức dầu chúng ta, mà chúng ta điều hành gia đình tất cả mọi chuyện nó tốt lành. Chúng ta điều hành hội thánh mục vụ chúng ta cũng tốt lành, và chúng ta phải ao ước có một chức vụ quyền năng. Quyền năng ở đây không phải chỉ là chữa lành đuổi quỷ đâu nha, có để tôi cho amen không? Rồi chúng ta tiếp tục đi ạ. Một La Mã, thuận phục còn cao hơn công tác của chúng ta. Một người muốn hầu việc Đức Chúa Trời thì phải thuận phục uy quyền, vì thuận phục còn cao hơn công tác của chúng ta. David một lần đã cắt vạt áo choàng vua, ông đã cảm thấy cắn rứt trong lòng. Ngày nay người ta nói sau lưng, có cái nhìn phẫn uất hay gian ác trong lòng thì cũng tương tự như cắt vạt áo ngoài, xuất phát từ linh phản loạn.
Tận đáy lòng, David biết uy quyền của Đức Chúa Trời, thuận phục Ngài dù bị Saul săn đuổi vô cớ. Đó là thuận phục sự sức dầu, thuận phục uy quyền đại diện của Đức Chúa Trời. Amen. Hai La Mã. Xin lỗi mục sư nhé. Chúng ta dừng lại đây một chút. Ở phần trên ấy, phần hồi nãy chúng ta đã qua rồi. Chúa đặt mạng sống của Saul trong tay David để thử ông. David có thể bị giết Saul và thành vua, nhưng ông không đụng vào uy quyền đại diện của Đức Chúa Trời. Ông thà nhìn thấy quyền làm vua của mình bị hoãn lại, kế hoạch của Đức Chúa Trời bị đình trệ, chứ không làm kẻ phản loạn. Tuyệt vời không có đời thưa Chúa. Trong cuộc đời tôi, tới khi mà chúng ta hầu với Chúa đấy, tôi xem xét về những điều mà Môi-se làm, tấm lòng của ông phải nói nó tuyệt vời. Tôi xem xét vấn đề mà David, tôi học hỏi nơi quý vị và tôi học hỏi nơi David và Môi-se, sau này có Phao-lô, phải nói là quá tuyệt vời. Phải nói là họ nói những cái điều mà phải nói là họ sống với Chúa và họ giống như đại diện của Chúa vậy. Tấm lòng của họ nó vĩ đại. Môi-se thì khiêm hòa. Ngày mai có thể chúng ta sẽ nói về chuyện này, bị chống nghịch, bị sỉ nhục, nhưng không, ông cứ hạ mình xuống, ông cứ nhờ cậy Chúa. Và tấm lòng của ông quá là cao thượng. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa nói Môi-se khiêm hòa nhất trong cái thế giới này. Còn David thuận phục tới mức độ mà nếu mà chúng ta chưa học ngày xưa, không biết ai dạy ấm. Cái linh đánh tốt lành ở trên David khi ông được sức dầu, tôi thấy là ngày xưa Kinh Thánh cũng chưa có dạy về chuyện này. Mà sao mà David có một cái tấm lòng thuận phục đến như vậy? Chúa trao phó kẻ thù vào tay rồi nhưng không, chạy trốn là chạy trốn, không đụng vào để Chúa đụng vào. Và chính vì vậy cho nên David đã có một cái tấm lòng phải nói vĩ đại. Các đầy tớ Chúa có nhớ cái lúc mà Na-banh, khi mà ông David ông cho lính xuống xin bánh, lấy bánh, La-banh chối bỏ không cho, còn sỉ nhục David. Các đầy tớ Chúa có nhớ chuyện này không? David nói sao? David huy động hết quân đội của mình, có mấy chục đêm xuống xử Na-banh. Các đầy tớ Chúa nhớ câu chuyện này không? Tại sao mà với Saul cơ hội đến tay ông không làm, nhưng mà Na-banh ông làm? Bởi vì Na-banh không phải là uy quyền đại diện. Các đầy tớ Chúa có amen không? Ông phục ở đây là không phải ông sợ David, Saul không phải chướng thời điểm, không phải tính của ông là quá là khiêm hòa đến mức độ không muốn giết người. Không phải. Rõ ràng rằng ông phân minh định rất là rõ ràng đâu là uy quyền đại diện của Chúa, đừng có rỡ vào. Nhưng đến khi Na-banh có vấn đề, ông quyết ngày mai ông xuống xử Na-banh. Chúa nhìn thấy tấm lòng của David không? Chúa không muốn David tra về máu, cho nên là chưa kịp xử Na-banh thì Chúa giúp David xử rồi. David không cần phải xử lý. Các đệ tử Chúa có amen không? Vâng, và cái người mà đẹp lòng Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ có cách để Chúa binh vực, Chúa có cách để Chúa xử lý dùng, Chúa có cách để Chúa bảo vệ. Rồi cái này trong ngày mai chúng ta sẽ nói đến là không cần phải bảo vệ uy quyền của mình, cứ quỳ gối xuống, cứ thuận phục đi. Từ khắc Chúa sẽ là Chúa của chiến trận, Chúa sẽ đánh trận cho chúng ta và Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, tuyệt vời lắm. Các đệ tử Chúa có amen không ạ? Trận chiến này thuộc về Chúa, cứ để cho Chúa, đừng có phải bảo vệ cái uy quyền của mình làm gì. Đừng có dại dột mà đụng vào uy quyền đại diện, mặc dù uy quyền đại diện nó sai hay đúng, Chúa xử họ. Có để cho amen không? Đây là cái lý do mà nhiều người nói là phải sống làm sao tôi mới thuận phục được chứ. Ủa, thế mình là Chúa à? Mình ra cho mình một tiêu chuẩn, phải đẹp lòng tôi mới phục à? Có để cho amen không? Không cần đẹp lòng, không cần đúng hay sai gì hết, cứ miễn làm sao Chúa còn đặt họ là đại diện thì vui lòng thuận phục dùng. Saul cho dù biết, David biết là Saul bị ruồng bỏ rồi không? David biết không? David biết là Saul đã bị Chúa lìa rồi, là một kẻ thất trận rồi, không sớm thì muộn sẽ bị Chúa xử lý. Nhưng mà ông không làm, ông không xử lý, ông không có tra tay trên cái người đại diện của Chúa, cho dù còn một phút đại diện, đến mức độ mà sau này quân lính của ông giết Saul. Các đệ tử Chúa biết là ông xử ai? Ông xử cái kẻ mà cha tay vào. Chúng ta thấy được, bởi vì ông tuyệt vời đến như vậy. Có mỗi một chuyện là ông bị sơ suất, ông không tuyệt vời lắm. Còn lại là chúng ta phải nói là học cái tâm tình của ông, đổi đa của Môi-se khiêm hòa. Còn Phao-lô, trẻ ngơi Phao-lô thời đại sau này, ông nói nhiều câu phải nói là tuyệt vời. Anh em ơi, tôi chết mỗi ngày, anh em ơi học theo tôi. Có ai dám nói vậy không? Trong thời kỳ ngày hôm nay không ai mà dám nói cái câu mà Phao-lô nói, hãy học theo tôi, hãy làm theo tôi, bởi vì tôi học theo Đấng Christ. Tôi làm theo Đấng Christ. Và cái tấm lòng của Phao-lô cũng thật là tuyệt vời. Các đời tôi chúc amen rồi. Vương quốc của Đức Chúa Trời được thiết lập và được thành công và được lớn mạnh
nhờ những con người của Đức Chúa Trời là những con người nêu cao cái tinh thần của sự vâng phục. Và chúng ta tiếp tục niệm. David duy trì uy quyền của Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Samuel nhất đoạn 26, David tha mạng cho Saul, chỉ lấy cây giáo bình nước. David duy trì uy quyền của Đức Chúa Trời nên ông được gọi là người theo lòng của Đức Chúa Trời. Vương quốc của ông được bảo tồn cho đến ngày nay. Chỉ có những người thuận phục uy quyền mới có thể làm uy quyền. Hội thánh là một cơ quan thuận phục, không e ngại những người yếu đuối mà chỉ e sợ những người nổi loạn. Có như vậy mới được Đức Chúa Trời ban phước. Amen. Hội thánh là một cơ quan thuận phục, không e ngại những người yếu đuối mà chỉ e sợ những người nổi loạn. Có đúng như vậy không các lãnh đạo? Chúng ta có sợ mấy người yếu đuối không? Hả? Nhưng mà chúng ta sợ những kẻ nổi loạn. Khôn ngoan một chút nhưng mà nổi loạn rất là sợ, lúc nào cũng phải cảnh giác, không biết lúc nào. Cho nên là cái vấn đề mà cái linh của sự thuận phục không có trên ai đó, đó là một điều nguy cơ. Rồi chúng ta tiếp tục qua bài 4 điện. Bài số 4, sự thuận phục của Chúa Giê-xu. Đấng Christ là khuôn mẫu của sự thuận phục. Trong Roma đoạn 5 câu 19, Chúa Cha là đại diện uy quyền và phải có sự thuận phục trong vũ trụ. Chúa tạo nên hai loài nhưng đều nổi loạn. Thiên sứ là các linh nổi loạn thành Satan, con người thất bại. Nên ba ngôi Đức Chúa Trời quyết định là uy quyền phải được thiết lập bên trong Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời. Và đến một ngày kia con trở nên loài thọ tạo và đại diện cho sự thuận phục, uy quyền để làm gương vì chính tạo vật này đã phản loạn. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 7, Đấng Christ tự làm cho mình trống không trong thần tánh của Ngài. Philip đoạn 1 đoạn 2 câu 8 đến câu 11, Đấng Christ tự hạ mình xuống trong thân nhân tính của Ngài. Trong Đức Chúa Trời ba ngôi, từ lúc ban đầu Chúa Giêsu ở cùng với Cha bình đẳng, nhưng Đức Chúa Giêsu tự nguyện làm con, tự thuận phục uy quyền của Cha, vui lòng để Cha làm đầu. Cha đại diện cho uy quyền và con trở nên đại diện cho sự thuận phục. Là con người thì sự thuận phục là điều đơn giản, nhưng sự thuận phục của Chúa thì không đơn giản, vì Ngài phải tự làm cho mình trống không khỏi mọi vinh quang, quyền năng, địa vị và thần tánh, thần cách của Ngài, phải nhận lấy hình thái nô lệ. Điều này rất mạo hiểm vì có thể Ngài sẽ không trở lại được hình thái Đức Chúa Trời, và Ngài hạ mình cho đến chết đau đớn, nhục nhã trên thập tự giá. Ngài được Đức Chúa Trời tôn cao, ai hạ mình sẽ được tôn cao. Đó là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Amen. Cha đại diện cho uy quyền và con trở nên đại diện cho sự thuận phục. Ở đây tài liệu có nói là chúng ta là con người mà chúng ta thuận phục, nó là một điều khác. Còn Chúa là một Đức Chúa Trời và Ngài tự bỏ mình đi để Ngài thuận phục, thì đó là một cái thật sự tuyệt vời. Và đó là một cái điều khó làm, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã làm. Cái điều mà nó lẫn lộn ở đây á, là có khi chúng ta không có minh định rõ ràng. Chúng ta không có minh định rõ ràng ba ngôi Đức Chúa Trời này, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Có nhiều khi mà chúng ta cứ cầu nguyện là Chúa một cách chung chung. Nó không. Đức Chúa Trời minh định rất là rõ ràng ba ngôi. Ba ngôi được minh định rất là rõ ràng. Công tác của ba ngôi cũng được minh định rất là rõ ràng. Đức Chúa Cha là đấng sáng tạo, Đức Chúa Con là đấng cứu chuộc, Đức Thánh Linh là đấng có thể xuống thế gian này để làm tất cả mọi chuyện còn lại. Và chúng ta cũng không minh định được cái chỗ là cái thần tánh và nhân tánh của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta cứ nghĩ là Chúa Giêsu làm được điều đó là bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên là Ngài có khả năng để Ngài làm nhiều điều. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rõ một điều rằng Chúa Giêsu từ bỏ hết rồi. Tôi hiểu các đệ tớ Chúa toàn là những người mà chúng ta cũng dày dặn kinh thánh rồi chứ không phải là không. Nhưng trong cái bối cảnh về uy quyền này á, chúng ta cần phải nói kỹ một chút, chứ không phải tôi có ý là các đệ tớ Chúa không hiểu vấn đề. Không phải như thế. Nhưng mà ý chúng ta muốn xác định lại với nhau rằng Chúa Giêsu Ngài bỏ hết rồi. Chỉ có một vài câu khi mà Chúa Giêsu phục sinh rồi thì Ngài phát biểu, Ngài giảng, Ngài ra lệnh hay là Ngài phán trong vai trò của một Đức Chúa Trời. Đó là lúc Ngài đã được phục sinh. Ví dụ, ta ở cùng các con cho đến ngày tận thế. Lúc này Chúa Giêsu phán câu đó là trong vai trò của ai? Của Đức Chúa Trời.
và nhiều câu khác nữa. Thế còn lại khi mà Chúa thi hành mục vụ rõ ràng, Chúa Giêsu phải công nhận rằng thần của Chúa ngự trên ta. Ngài đã sức dầu cho ta. Và nếu như không có thần của Chúa ở trên Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu không thể thi hành chức vụ. Nếu như không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên bà Mary thì Chúa Giêsu cũng không thể vào đời được. Nếu như không bởi sự bùa giúp của Đức Thánh Linh thì Chúa Giêsu cũng không thể thi hành chức vụ, không thể tự sống lại được. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu hoàn toàn khi Ngài thi hành chức vụ không có ở trên cái thần tánh của Đức Chúa Trời. Nếu mà trong thần tánh Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu làm phép lạ có gì đâu nói. Nhưng mà chính Chúa Giêsu xác nhận rằng thần của Chúa ngự trên sức dầu cho ta, để ta giảng tin lành, ta làm phép lạ. Cho nên khi mà chúng ta minh định được điều đó thì chúng ta minh định cái chuyện Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 11 rằng Chúa Giêsu hoàn toàn đạt được cái uy quyền cao hơn tất cả mọi danh là nhờ vấn đề Chúa Giêsu thuận phục. Chúa Giêsu trong thân vị của một con người, vậy xin hỏi các đệ tớ Chúa nhé, là có một con người mang tên Giêsu làm được điều đó, chúng ta có làm được không? Tôi phải nói câu ngược lại, là một con người mang tên là Giêsu làm được điều đó, chúng ta có làm được không? Còn cái vấn đề đây, chúng ta có nói là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa làm được điều đó thì Chúa với chúng ta có một khoảng cách rất là xa. Nhưng mà đây không, tôi dùng cái từ là một con người mang tên Giêsu đã làm được điều đó thì chúng ta có làm được không? Chúng ta làm được. Còn cái quyền năng mà Chúa Giêsu có là do Đức Thánh Linh ban cho. Các người tới cho con amen không? Cái quyền năng đó là chính Chúa Giêsu xác chứng. Và trong Luca đoạn 4 câu số 10 câu số 4 nói rất là rõ là Đức Chúa Giêsu ở bờ sông Giô-đanh về, Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh và danh tiếng Ngài đồn khắp mọi nơi. Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng. Chúng thấy rõ ràng là công tác của Đức Thánh Linh ở trên Chúa Giêsu, và Đức Thánh Linh đã giúp Chúa Giêsu làm được những điều thuộc về quyền năng. Còn Đức Thánh Linh không giúp Chúa Giêsu làm vấn đề thuần phục. Chúa Giêsu thuần phục là Ngài thuần phục trong vai trò của một con người. Còn quyền năng là do Đức Thánh Linh ở trên Chúa Giêsu. Có để cho con amen không? Tôi muốn xác chứng lại cái điều là quyền năng thuộc về Đức Thánh Linh ở trên chúng ta. Còn thuần phục là của chúng ta. Không phải nhờ Chúa Giêsu hay là nhờ Đức Thánh Linh giúp chúng ta thuần phục được. Mà thuần phục ở đây là do chính chúng ta phải hiểu rõ Đức Chúa Trời lại, uy quyền đại diện của Ngài lại. Từ cái chỗ đó chúng ta vui lòng để thuần phục, quyền năng của Chúa sẽ đổ trên đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy làm phần việc của mình, Thánh Linh sẽ làm phần việc của Ngài. Khi mà chúng ta có uy quyền, chúng ta phải có thuần phục. Và khi chúng ta có uy quyền rồi thì Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy quyền năng ở trên đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta tiếp tục đi. Những người đầy dẫy Đấng Christ sẽ đầy dẫy sự thuận phục. Chúa tạo ra sự thuận phục nên Cha trở thành đầu đối với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Cả uy quyền và sự thuận phục đều được Đức Chúa Trời thiết lập từ đầu. Chúa Giêsu đã không nói tại sao Ngài phải thuận phục, thì con người không nên hỏi tại sao tôi phải thuận phục anh. Đấng Christ thì có nguyên tắc thuận phục, nên những người đầy dẫy Đấng Christ sẽ đầy dẫy sự thuận phục. Amen. Các đệ tử Chúa ơi, Chúa của chúng ta có mấy ngôi? Nó khác này, khác với tất cả mọi tôn giáo. Tất cả mọi tổ chức tôn giáo chỉ có một giáo chủ thôi. Các đệ tử Chúa có amen không? Một giáo chủ thôi, và ông ta cao nhất. Ông ta không cần phải thuận phục ai hết. Còn đây ba ngôi Đức Chúa Trời thuận phục lẫn nhau. Các đệ tử Chúa có amen không? Ba ngôi Đức Chúa Trời vâng phục nhau. Chúng thấy một khuôn mẫu ngay từ thuở ban đầu. Đức Chúa Trời không có độc tài, không tạo nên một giáo chủ, mà ba ngôi Đức Chúa Trời đã thuận phục lẫn nhau. Cho nên tôi có một cái điều Chúa bày tỏ, đó là ban điều hành của mỗi một quốc gia hay mỗi một hội thánh nó nằm ở đâu đó. Ví dụ như là ban điều hành trụ sở của Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam hiện tại nó nằm ở đây, nhưng mà trụ sở của hội thánh chung trên toàn thế giới này nằm ở đâu? Các đệ tử Chúa, trụ sở của hội thánh hữu hình trên toàn thế giới này, trụ sở thật nằm trên thiên đàng, và ban điều hành là ba ngôi Đức Chúa Trời. Ban điều hành này không phải có một, đã gọi là ban không có độc tài. Ban điều hành là ở trên thiên đàng, và trụ sở ở trên thiên đàng, và chúng ta tất cả mọi hội thánh phải thuận phục ban điều hành của hội thánh. Các đệ tử Chúa có amen không?
các ban điều hành trong cái thế giới của loài người này phải thuộc thuần phục ban điều hành chính, đó là trên thiên đàng. Và ban điều hành là ba ngôi Đức Chúa Trời. Ba ngôi Đức Chúa Trời thuần phục nhau. Đó lý do tại sao mà thường trực ban điều hành tổng hội làm cái gì cũng bảo Chúa ơi, Chúa muốn điều gì, phải kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Cha ơi, trong giai đoạn này chúng con làm gì? Giai đoạn trước thì chúng con, Chúa bày tỏ là phải tìm mọi cách để đạt được, bước chân vào được tiến trình của pháp nhân. Bây giờ đã xong được, bây giờ chúng con ao ước là dân tộc này được cứu, một cuộc phục hưng lớn. Chúng con phải làm gì? Và chúng ta phải cầu hỏi ý Chúa. Và đó là sự thuận phục. Có để Chúa có amen không? Còn nếu không, chúng ta ra kế hoạch, chúng ta làm, chúng ta đưa ra kế hoạch chỉ đạo, rồi này kia, rồi kêu gọi nhau làm. Nhiều khi họ có thành công, nhưng mà nhiều khi chưa hẳn đã là ý muốn của Chúa. Vì vậy cho nên ba ngôi Đức Chúa Trời thuận phục nhau. Và chúng ta cũng phải học cách thuận phục. Chúa là nguồn của mọi sự. Cho nên là xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhìn rõ ràng Chúa của chúng ta có thuận phục không? Đấy. Cho nên là hội thánh mà không có sự thuận phục, không có sự vâng phục thì đó không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời đâu. Hội thánh của sự loạn lạc. Rồi chúng ta tiếp tục đi ạ. Thứ ba, cách Ngài ra khỏi trạng thái thần tượng và cách Ngài trở lại. Chúa Giê-xu đạt tới địa vị làm Chúa căn cứ vào những gì Ngài đã thực hiện. Khi Chúa Giê-xu từ bỏ hình thái thần tượng của mình để thuận phục cách trọn vẹn, sau khi Ngài đã thăng thiên thì Đức Chúa Trời ban cho Ngài địa vị làm Chúa. Quyền làm Chúa đó vốn không có trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Khi Chúa ra đi từ Đức Chúa Trời, Ngài không có ý định trở lại bằng thần cách của mình, nhưng trở lại qua việc Ngài được tôn cao với tư cách là con người. Đó là cách Đức Chúa Trời duy trì nguyên tắc thuận phục. Tôi sẽ đọc phần 4 nhỏ đây. Phần 4, học tập vâng phục qua việc chịu khổ. Hebrew đoạn 5 câu 7 đến câu 9. Chúa học tập vâng phục qua việc chịu khổ. Chỉ có những người vâng phục Đức Chúa Trời mới hữu dụng. Sự cứu rỗi không mang đến niềm vui mà còn mang đến sự thuận phục. Amen. Hebrew đoạn 5 câu 7 đến câu 9. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì Ngài đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện. Ngài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Dù Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ của mình đã chịu. Và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Amen. Câu Kinh Thánh này, phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết rất là rõ ràng. Chúa Giê-xu không có mang cái sự thuận phục từ thiên đàng xuống, nhưng mà ở trong sự chịu khổ Ngài đã học lấy sự vâng phục. Có để cho Chúa có amen không? Và chúng ta thấy rõ ràng Chúa của mình có làm gì sai đâu. Thế nhưng mà bị các quan quyền săn đuổi, bị các thầy tế lễ, các thầy thông giáo sỉ nhục, kể cả người nhà của mình nữa. Nhưng mà Ngài vẫn không hề có một lời. Ngài cứ như con chim câm cho người ta mang đến hàng làm thịt. Bây giờ nói cái để tới Chúa này. Chúa Giê-xu của mình là Đức Chúa Trời đúng không? Ngài cao cả, Ngài vĩ đại lắm. Lúc mà ở trên thập tự giá, có để tới Chúa này. Lúc mà Ngài trên thập tự giá, mỉa mai sỉ nhục Ngài, Ngài cô đơn, Ngài bị chửi bới sỉ nhục như vậy. Các đệ tử Chúa, Ngài cứ im lặng, nó ngược hết với những cái gì mà Ngài có. Ngài chỉ cần nói một câu, các ngươi có biết ta là ai không? Các ngươi làm gì đó? Các ngươi có biết là các ngươi đụng vào ai không? Ta là Đấng Cứu Rỗi, ta là Đức Chúa Trời. Nếu mà Chúa Giê-xu chỉ cần nói như vậy thôi, thì sự cứu rỗi đã không đến trên thế giới này. Nhưng Ngài im lặng, Ngài chịu đựng như vậy khó lắm, vâng phục. Và Ngài cứ im lặng, và thế giới này đã được cứu. Ngài không nói, thay vì Ngài nói các ngươi phải ăn năn đi, các ngươi có biết ta là ai không? Các ngươi đã đụng vào Chúa của sự sống đấy, các ngươi đụng vào Đấng Christ là Đức Chúa Trời đấy. Chúa Giê-xu không nói một câu biện minh gì cả, Chúa chỉ nói câu là lạy Cha, xin hãy tha cho họ. Vì họ không biết, họ không biết họ đang làm gì. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta cũng có cái tâm tình như của Đức Christ. Hồi nãy qua amen không? Chúng ta đừng quá cay nghiệt với người khác, chúng ta đừng quá phán xét. Bởi vì có nhiều lúc mà chính quyền cũng vậy nha, các đệ tử Chúa họ khó ưa, họ không biết, họ chống đối, họ này kia với chúng ta. Mà tôi nói ngay từ ngày xưa, và tôi nói khi mà tôi nói nhiều quá, tôi nói là hãy người ta không hiểu mình, hãy sống cho đúng để người ta hiểu mình. Bây giờ người ta không hiểu mình là vì cớ mình lạ quá, mình không biết mình là ai. Người ta cho mình là tà giáo, người ta cho mình là cái đạo lạ, đạo dụ, đạo gì đó, kệ họ. Nhưng mà một khi mình sống một đời sống đúng đắn, người ta sẽ nhận biết mình là ai.
Và lúc đó người ta sẽ tôn trọng chúng ta. Đừng có la lối. Chúng ta phải chứng minh điều đó bằng cách sống của chúng ta. Người ta mới tôn trọng mình chứ. Có để tôi cho amen không? Người ta không hiểu mình. Người ta có quyền đánh giá mình. Nhưng mà khi mình phản đối lại, mình chống lại uy quyền của họ, mình chống lại đủ thứ cả, cuối cùng cuộc chiến xảy ra mà người ta thấy đạo Chúa là Chúa mà vậy hả? Đạo Chúa mà như vậy hả? Chúa Giêsu mà như vậy hả? Đạo Tin Lành là như vậy hả? Cuối cùng chúng ta làm tối danh Chúa. Nhưng mà chúng ta cứ thuận phục, chúng ta cứ cầu nguyện cho họ và chúng ta cứ nâng cấp đời sống của chúng ta. Chúng ta sống tốt, có một ngày họ sẽ nhìn ra chúng ta. Và bây giờ có rất nhiều nơi tôi đi đến kế bên công an, họ nói các mục sư ơi, bây giờ chúng em phải công nhận rằng Tin Lành là tốt lành. Nói tại sao mà anh nói như thế? Tôi sợ là người ta nói đãi môi. Ta nói không, Tin Lành là tốt lành ở cái chỗ này chỗ kia, không nhậu nhẹt, không có đàn đúng, không ngoại tình. Đời sống của các người dân tộc đó rất là văn minh. Trong cái đó các làng xã khác để đi cầu tầm bậy tầm bạ, ăn uống nhậu nhẹt say sưa, đánh chửi ghen tuông đủ thứ. Nhưng người Tin Lành không có chuyện đó. Người Tin Lành tuyệt vời. Ta để cho Chúa có amen không? Và người ta công nhận chúng ta là bởi vì cái cách mà chúng ta sống, cách mà chúng ta thuần phục, chúng ta chống lại họ, cuối cùng họ không thấy chúng ta tốt lành ở đâu hết. Chúa Giêsu, Ngài không chống đối. Ngài chỉ nói câu là lạy cha xin đã tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Và về sau này, chính vì lẽ đó mà có sản sinh đã biết bao nhiêu con người thuận phục. Ngày hôm nay, chỉ có những con người thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời mới đem sự cứu rỗi cho người khác một cách trọn vẹn thôi. Chỉ có những con người thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời thì Chúa dùng con người đó vào những việc lớn lao, những việc vĩ đại. Các bạn có ao ước rằng Hội Thánh Phúc toàn vẹn Việt Nam xuất hiện nhiều những đầy tớ mà Đức Chúa Trời sẽ dùng làm một cuộc phục hưng lớn không? Nếu không chúng ta chỉ là mơ ước thôi. Nếu không chúng ta chỉ là mơ ước, chúng ta chỉ là khẩu hiệu thôi. Bây giờ tôi nói với các đầy tớ Chúa, có rất nhiều hệ phái đúng không? Hệ phái nào cũng cho mình là đúng nhất. Đó là có nguy hiểm không? Nguy hiểm. Rồi bây giờ trong một hội nghị đi, bây giờ tôi chỉ nói thế này mới thấy cái giá trị của sự thuận phục. Trong một hội nghị là bàn bạc, có rất nhiều ý kiến đưa lên, ý kiến trái chiều. Ông chủ tọa, ông ngồi đó, người lãnh đạo đi. Bây giờ ý kiến của người này, ý kiến người kia, ý kiến người lờ. Cuối cùng, cái người đại diện uy quyền phải đưa ra một ý kiến tốt nhất mà Chúa bày tỏ. Có thể cái ý kiến đó nó trùng với ý kiến của ai đó. Trong trường hợp mọi người thuận phục và trong trường hợp mọi người không thuận phục, bắt đầu nói. Kết thúc buổi họp, kết thúc hội nghị, ông mục sư, ông ấy không nghe mình, ông không tôn trọng ý kiến của mình, ông đứng về phe kia, ông tôn trọng cái phe kia. Và cuối cùng xong cuộc họp là bắt đầu bè đảng, cãi lấy, bất bình nảy sinh vì cớ là ông lãnh đạo không chịu nghe ý kiến của mình. Rất nhiều phe, nhiều ý kiến. Và chỉ có một ý kiến là có thể được tôn trọng, được thực hiện thôi chứ không phải tôn trọng. Tôn trọng thì ý kiến nào cũng tôn trọng, nhưng áp dụng thì chỉ có một. Và lúc đó thì sẽ chia ra rất nhiều những cái tư tưởng khác nhau, bè đảng và hầu về Chúa với nhau trong sự hậm hực, trong sự ấm mức, trong sự bực bội. Và bắt đầu tìm mọi cách để có thể chứng minh rằng mình là đúng. Và mong, các bạn để ý này, mong cho cái kết quả, mong cho cái kết luận, mong cho cái quyết định của cái ông lãnh đạo đó là sai. Để rồi tôi mới là đúng. Đến khi mà có một chút trục trặc xảy ra, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, ý kiến của tôi thế này thế kia. Nếu như trong một hội thánh, trong một gia đình cũng vậy nữa, có nhiều ý kiến trái chiều như vậy thì nó có sự hiệp nhất được không? Tôi hỏi các đầy tớ Chúa, nó có sự hiệp một không? Nhưng mà đây, các bạn sẽ thấy có sự hiệp một. Khi mà quyết định cuối cùng được đưa ra, tất cả mọi người nó trái với ý kiến của mình, nhưng mà tạ ơn Chúa vì đó là người là ưu quyền đại diện đã đưa ra, chúng ta thuận phục. Tất cả mọi người vui lòng để thuận phục. Thì ngay lập tức trong cái sự thuận phục đó có sự hiệp một không? Và còn có ý kiến trái chiều để mong cho thất bại không? Các bạn thấy ngay công việc của Chúa thì cũng mong cho nó thất bại, mong cho người lãnh đạo thất bại, mong cho những ý kiến người thất bại. Đó là một sự loạn lạc. Và ngay khi mà đưa ra cái ý kiến, mọi người không được tôn trọng ý kiến, không được chọn cái ý kiến đó, nhưng mà vì cớ vâng phục Chúa, vâng phục ý quyền lãnh đạo, mà mọi người thuận phục lẫn nhau, vui vẻ bắt tay nhau, cùng nhau làm việc vì cớ sự vinh hiển của Chúa. Chúa có được vinh hiển không? Hiệp một đó đến từ đây, các đệ tử Chúa. Còn nếu không, không có sự hiệp một, không có sự vâng phục, không có sự hiệp một. Có để cho Chúa có amen không?
mỗi chúng ta đều có quan điểm, mỗi chúng ta đều có chính kiến. Và những người lãnh đạo ai cũng có chính kiến. Như là 250 nghị viện, 250 những người đã được bầu chọn lãnh đạo cao cấp ngang hàng với Môi-se, họ bảo rằng tôi cũng là lãnh đạo, đây là hội đồng thánh, tất cả mọi người bằng ông, tại sao ông có quyền quyết định? Chúng ta sẽ thấy uy quyền đại diện bị xúc phạm, không có sự hiệp một. Cái đấy là chưa có amen không? Trong gia đình con cái có nhiều đứa và có nhiều ý kiến, đứa con này đưa ý kiến này, đứa con kia đưa ý kiến kia, nhưng mà cuối cùng người cha sẽ đưa ra một ý kiến cao nhất. Người cha có quyền quyết định chứ? Các đời tôi chúc amen không? Tôi đang nói trên một gia đình có nền nếp nhá, có tôn ti trật tự nhá, chứ còn cái gia đình loạn lạc tôi không nói đến ở đây. Khi mà tôn trọng, các đứa con đều có một cái tinh thần vâng phục người cha, vâng phục uy quyền đại diện, thì khi mà ý kiến của nó không được nói tới, nó vẫn gì? Vâng phục, vẫn yêu thương, và tất cả mọi người cùng nắm tay vào để làm việc. Thì như vậy cái linh của sự hiệp một có không? Nó có là nhờ cái gì? Các bạn, nó có là nhờ cái gì? Nó có là nhờ vâng phục. Bởi vì các đứa con kia nó cũng có ý kiến mà, đứa con kia nó cũng có ý tưởng riêng mà, nó cũng khôn rồi, nó cũng lớn mà, nó cũng có tư tưởng riêng, chứ không phải là không có. Nhưng mà cuối cùng vẫn thuận phục, vẫn hiệp một được là vì cớ nó thuận phục. Các đệ tử chúa amen. Và nó không có hiệp một được là vì cớ nó không có thuận phục. Mỗi người có một ý tưởng, cuối cùng xong đời là đứa này á thì là nói rằng cha mình thiên vị, đứa kia thì nói là cha mình thiên vị, và cuối cùng chia ra bè đảng. Ngay trong gia đình chúng ta đã có 2-3 bè đảng. Gia đình có êm ấm được không? Một cái cơ sở nhỏ nhỏ có êm ấm được không? Hội thánh có phước hạnh không? Hội thánh không có phước hạnh được. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của Jacob. Chúng ta cũng nhớ lại câu chuyện của Joseph, Jacob. Cái uy quyền đại diện bị xúc phạm khi mà người cha đã làm cái gì cho Joseph, có để tới chút nhớ không? Nếu như bây giờ mấy ông anh, ông nghĩ là cha mình có lý do, chắc là thằng em nó còn nhỏ nên cha mình may cho nó. Còn nếu không chăng nữa thì thôi, thì cha mình cho nó cái này nhưng mà cha mình cho nó cái khác. Nếu mà thuần phục đâu có cái chuyện mà ganh tị tới mức độ mà đi giết người, bè đảng ở trong đó, bằng đó bè đảng. Uy quyền đại diện không được tôn trọng. Cái vấn đề mà mấy người anh người em không tôn trọng Joseph là một vấn đề, nhưng nếu như có tôn trọng cái uy quyền đại diện là Jacob thì chắc chắn đã không có chuyện đó xảy ra. Nhưng uy quyền đại diện bị phế, trong gia đình bị phế, không có tôn trọng, cho nên chính vì vậy cho nên đã tạo ra những cái xung đột và đã có cái linh của sự giết người ở ngay trong cái chỗ không thuận phục, không vâng phục. Vâng phục nó có quan trọng một cái đề thơ chưa? Gia đình mình có cần vâng phục không? Những người làm con, cái linh của sự vâng phục nó sẽ tràn. Các đệ tử Chúa có tin không? Ngày mai cái linh của sự vâng phục nó sẽ tràn đầy trên tôi, các đệ tử Chúa, nó tràn qua tất cả con dân Chúa trong hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Các đệ tử Chúa có amen không? Có ao ước điều đó không? Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ đổ linh của sự tốt lành đến, và quyền năng sẽ đến trên các chức vụ, từng gia đình, từng hội thánh địa phương, thật sự bước đi trong năng quyền thật. Chúng ta tiếp tục đi ạ. Bài số 5. Bài số 5, phương cách Đức Chúa Trời thiết lập vương quốc của Ngài. 1. Chúa học biết sự vâng phục nhờ sự chịu khổ. Hebrew đoạn 5 câu 8 câu 9. Chúa Giêsu đến thế gian không mang theo sự thuận phục, nhưng Ngài học biết điều này nhờ những nỗi khổ Ngài đã trải qua và trở nên sự cứu rỗi đời đời cho những người vâng phục. Mọi khổ đau Chúa trải qua sinh ra bông trái vâng phục. Sự khổ đau mà chúng ta trải qua thì sinh ra trái gì? Vâng phục, trưởng thành, chín chắn và nhịn nhục. Kết quả, nhờ Ngài vâng phục mà nhiều người được nhận ân điển. Thứ hai, Đức Chúa Trời mong muốn thiết lập vương quốc của Ngài. Sự sa ngã của thiên sứ và con người đã ảnh hưởng lớn lao đến vũ trụ. Đức Chúa Trời thiết lập vương quốc của Ngài qua sự thuận phục, không để cho sự phản loạn tiếp tục. Hội thánh phải để ý quyền của Đức Chúa Trời tự do hành động, biểu hiện vương quốc của Ngài qua sự thuận phục. Amen. Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh làm vương quốc của Ngài. Quá trình thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, sau Adam, Ngài đã chọn Noe, Abraham, Isaac, Jacob, vua Sauler là vua đầu tiên.
David thuận phục ý quyền của Đức Chúa Trời, theo lòng của Đức Chúa Trời, nhưng bên trong vương quốc vẫn còn nổi loạn. Chúa Giêsu đến trần gian để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời có hai phương diện: cá nhân, ai tin phúc âm thì được sự sống đời đời; tập thể, phúc âm kêu gọi người ta ăn năn để vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 đến câu 13 phán về vương quốc của Đức Chúa Trời với từ chúng tôi. Câu 10 và câu 13 nói về vương quốc của Chúa. Câu 10: khi vương quốc Ngài đến, ý chỉ của Ngài được thực hiện trên trời thế nào thì dưới đất cũng vậy. Trong Khải Huyền đoạn 12 câu 10: bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và ý quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Trong Luca đoạn 17 câu 21: vì này vương quốc của Đức Chúa Trời ở giữa vòng các ngươi. Chúa Giêsu là vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Mục đích của Đức Chúa Trời không chỉ là để chúng ta trở thành hội thánh, nhưng trở nên vương quốc của Đức Chúa Trời, là nơi Đức Chúa Trời thi hành uy quyền của Ngài. Đức Chúa Trời ước ao có hội thánh không có sự nổi loạn, có sự vâng phục triệt để. Vâng phục Ngài là thuận phục mọi uy quyền đại diện được Ngài chỉ định. Amen. Đức Chúa Trời thiết lập vương quốc của thiên đàng ở ngay trong cái thế giới này. Và cái vương quốc đó thật sự là vương quốc của Đức Chúa Trời khi ở trong đó có đầy dẫy sự thuận phục. Còn ngược lại với sự thuận phục, đó là sự nổi loạn, đó là sự tẩy tách, đó là sự chống nghịch, đó là Satan, đó là tư tưởng của nó. Các đệ tử Chúa, các đệ tử Chúa tỉnh ngủ một chút nhé. Có cái điều này tôi muốn tâm tình. Cái địa lý của thiên đàng, địa lý của thiên đàng nó khác với hệ thống của thiên đàng. Các đệ tử Chúa có amen không? Bây giờ các đệ tử Chúa có biết cái địa lý, vị trí của thiên đàng nó nằm ở đâu không? Mình lau mắt đi ngay nữa. Các đệ tử Chúa có biết được cái vị trí của thiên đàng nằm ở đâu không? Không biết đúng không? Tôi cũng không biết luôn. Tôi thấy là thống kê có 40 cuốn sách cách đây là khoảng 10 năm rồi. Và tôi được đọc đó, chứ tôi không có nghiên cứu, không có thời gian. Tôi được đọc là tổng thể những cuốn sách nói về thiên đàng, nào là thiên đàng quá thật, là thiên đàng này, thiên đàng kia, có 40 cuốn sách. Và nếu mà chúng ta đọc thì 40 cuốn mô tả 40 cái kiểu thiên đàng khác nhau. Từ đó chỉ đi tôi bảo Chúa ơi, thiên đàng sao nó nhiều vấn đề, thiên đàng trong Khải Huyền nó nằm chỗ nào con chưa biết. Thế nhưng mà mô tả như vậy, tôi thật sự mà nói tôi không dám chống nghịch lại. Nhưng mà thôi, cảm ơn Chúa là Chúa cho con tin đến đâu con tin đến đó thôi. Bây giờ con không biết cái vị trí thiên đàng nó nằm ở đâu. Bao giờ chúng ta về thì chúng ta biết. Các đệ tử Chúa amen, không khẳng định cái vị trí của thiên đàng, nhưng mà cái hệ thống của thiên đàng thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong hội thánh chưa? Nó nằm trong đời sống của chúng ta chưa? Bây giờ tôi hỏi các đệ tử Chúa nhé. Cái tiệm ăn, cái quán gọi là cái thương hiệu McDonald's với lại cái thương hiệu KFC, các đệ tử Chúa có nhìn thấy cái KFC quán ăn đó, cái địa lý của mấy cái trụ sở của mấy cái tổ chức này nó nằm ở đâu, các đệ tử Chúa biết không? Có người trả lời là biết, nằm đâu, nằm bên Mỹ. Mỹ ở chỗ nào thì nghe vậy thôi. Cũng là đúng, mình chỉ biết là nghe nó nằm ở bên Mỹ. Cái trụ sở của McDonald's nằm đó, KFC nằm đó, nhưng ở chỗ nào biết chưa? Chưa, đến chưa? Nhưng mà tôi nói với các bạn điều này, chúng ta chưa không cần phải đến cái địa lý, cái trụ sở của nó làm gì. Chúng ta cứ bước vào cái hệ thống của McDonald's nằm khắp nơi trên đất nước này. Các đệ tử Chúa có amen không? Muốn vào hệ thống McDonald's mà hưởng, cứ việc vào. Vào trong đó là biết ngay McDonald's nó có cái gì là biết ngay, KFC có cái gì là biết ngay, hệ thống của nó đã có rồi. Bây giờ trở lại, các bạn, chúng ta chưa biết vị trí của thiên đàng ở đâu đúng không? Nhưng mà hệ thống thiên đàng đã đến trên thế gian này chưa? Vì bà người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó nữa. Vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Chúa Giêsu có phải là thiên đàng không? Và Chúa đang ở đâu? Chúa đang làm chủ hội thánh đúng không? Chúa có phải đang ở cùng ở trong chúng ta không? Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rằng ta ở cùng các ngươi trên ngày chẳng thế. Đó là câu nói mang phương diện của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đang ở cùng chúng ta. Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời đúng không? Vậy tôi hỏi các bạn nhé, đây là một cái bí quyết, đây là một cái điều phải nói là một sự thiệt thòi cho cơ đốc nhân. Có nhiều cơ đốc nhân sống khổ quá, có nhiều cơ đốc nhân sống phải nói là rất là lê lết, tôi phải dùng cái từ là lết đi với Chúa, không biết ngày nào còn tồn tại, là sống khổ xong rồi chờ ngày về thiên đàng để mà hưởng phước thiên đàng, quá thiệt thòi.
chúng ta chờ ngày về thiên đàng là chờ ngày được Chúa đưa về cái vị địa lý thiên đàng. Còn hệ thống của thiên đàng cũng giống như hệ thống của KFC, hệ thống của McDonald's, nó đã ở trong cái thế giới này. Muốn tận hưởng cái gì của McDonald's cứ vào trong đó bỏ tiền ra mà mua. Cứ vào ở trong KFC bỏ tiền ra mà mua. Còn ở trong thiên đàng, chúng ta không mất tiền, hãy vào đó mua mà không cần tiền. Chúng ta chỉ cần có một điều thôi. Đó là chúng ta nói Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21, chúng ta nói rồi. Không phải những kẻ nấy lạy Chúa được vào nước thiên đàng đâu, mà phải những kẻ gì? Làm theo ý muốn của cha ta. Các bạn cứ đến với vương quốc của thiên đàng bằng sự thuận phục. Cái đời sống của mình có ngu dại mà chúng ta vâng phục, cho nên chúng ta không nhận được tất cả những điều tốt lành nhất của Chúa. Và vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta tận hưởng được hệ thống của thiên đàng khi mà chúng ta vâng phục. Cái đời của Chúa có amen không? Đó là áp dụng theo câu kinh thánh nào đó? Đó sáng chúng ta nói rồi. Không phải nói những kẻ nói lạy Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu, mà phải là những kẻ vâng phục ý muốn của cha ta. Tôi nói cái để tới Chúa. Cho nên là nước thiên đàng đã ở trong chúng ta, ở trong hội thánh rồi. Và cái hội thánh nào đầy giấy sự vâng phục, gia đình nào mà đầy giấy sự vâng phục lẫn nhau thì niềm vui, sự bình an, hạnh phúc, yêu thương, vui mừng, nhịn nhục nó đầy giấy trong cái gia đình đó, đầy giấy trong cái hội thánh đó. Và sự hiện diện của Chúa đầy giấy trong cái gia đình đó. Và người ta nhìn vào cái đời sống của người đó, người ta thấy được có một Đức Chúa Trời. Người ta thèm. Người ta nhìn vào cái gia đình đó, người ta thấy được Đức Chúa Trời đang ở trong đó. Người ta thèm một cái gia đình không có sự loạn lạc, gia đình không có sự chống đối sỉ nhục lẫn nhau, một gia đình đầy giấy hạnh phúc. Người ta nhìn gia đình nó giống như thiên đàng vậy đó. Cái này Chúa có amen không? Và chỉ cần vâng phục thôi là quyền năng của Chúa sẽ đổ xuống, sự hiện diện của Chúa tràn ngập, Chúa không bao giờ hiện diện trong sự loạn lạc. Và nếu Chúa có hiện diện trong sự loạn lạc thì Chúa hiện diện để Chúa phán xét. Và lúc đó trở nên tòa án. Cái sự không vâng phục đầu tiên đó là ai? Adam, Eva. Eva đáng lẽ là biết tôn trọng chồng thì bàn với chồng một tiếng là anh ơi, cái trái này nó ngon quá, mình có thể ăn được không? Thì ông Adam, ông là người nghe cái uy quyền trực tiếp, nghe lời phán trực tiếp mà. Ông mà không được đâu em, ngon lắm nhưng mà Chúa bảo là không được ăn. Đấy. Nhưng mà không, coi thường cái uy quyền đại diện, lấy là ăn không cần hỏi, ăn xong rồi đưa cho chồng. Chồng thấy cái trái đó cũng có lý, ăn luôn. Nó bắt đầu từ cái chỗ đó. Bây giờ Chúa xuất hiện, Chúa bảo ngươi làm gì vậy? Adam phải nói là người đàn ông đầu tiên quá là thất bại, quá là thất bại, đã nể vợ, chiều theo, thấy vợ như vậy không ngăn cản, vợ đưa cho lại ăn luôn. Bây giờ Chúa hỏi có lỗi mà không nhận lỗi. Cái điều này không công chính đâu, có để cho Chúa có amen không? Một người của Đức Chúa Trời là có tội nhận tội, có lỗi can đảm nhận lỗi. Ông không, Chúa bảo ngươi làm gì vậy? Nè, cái lúc mà Adam Eva ăn cái trái đó Chúa biết không? Nhưng mà Chúa hỏi ngươi làm cái gì vậy? Ông bảo cái gì các đệ tử Chúa? Tôi nghĩ trong bụng, tôi thấy cái ông này thật. Đầu tiên mà ông nói ấy, cái người nữ ấy, mà Chúa đặt bên tôi ấy, chẳng hạn bây giờ ông kéo Chúa vào cuộc. Ý ông nói là nếu Chúa không đặt cái người nữ này bên tôi thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu ông nhận đi, nói Chúa ơi con không vâng lời ngài. Chứ là vợ con nó ăn mà con không cản nó. Giờ nó ăn xong rồi con thấy nó ngon, con không ăn nữa, con có tội rồi, xin Chúa tha tội, chắc là thế giới này đó khổ. Không, ông lôi Chúa vào cuộc, ông lôi cả bà Eva đổ cho con đắng. Ông bảo là cái người nữ mà Chúa đặt bên cạnh tôi, người đó đã đưa cho tôi trái cây và tôi ăn rồi. Nói chuyện không có một cái gì là công chính, không có gì mà nghe mà phục được cái đàn ông kiểu này đổ cho vợ. Vợ người ta là có cám dỗ thật, nhưng mà người ta được, đâu có được nghe cái mạng lệnh trực tiếp đâu. Cái mạng lệnh trực tiếp là Adam nghe. Đáng lẽ Adam nghe, Adam phải biết cái mạng lệnh trực tiếp, uy quyền trực tiếp của Chúa rồi thì ông phải tôn trọng. Chính vì vậy cho nên ông không tôn trọng. Cuối cùng tội lỗi xảy ra. Rồi đổ lỗi cho Eva. Thì Eva trả lời là con đắn nó đưa cho tôi. Và cuối cùng thì các đệ tử Chúa thấy này,
không có vân phục nha. Nếu có sự vân phục thì thiên đàng cứ ở đó với cùng với mấy cái vị này. Mấy vị đó hàng ngày được hưởng mọi thứ phước của thiên đàng, không có chiến tranh, không có đau khổ, không có bệnh tật, không có điều gì cả, được hưởng địa đàng. Rồi từ đó sản sinh ra một thế hệ là cứ ở trong địa đàng, nhưng vì cớ không vâng phục, không vâng phục, cho nên tòa án đầu tiên, tòa án đầu tiên đã được dựng lên để xét xử kẻ không vâng phục. Các đại chúng có amen không? Ngay lập tức tòa án của vũ trụ đã được thiết lập, phán xét Đức Chúa Trời, phán xét Adam, phán xét Eva, phán xét con rắn đó. Và gia đình nào không có sự vâng phục, gia đình đó đầy dẫy sự phán xét lẫn nhau. Các đệ tử Chúa có amen không? Hội thánh nào không có sự vâng phục, hội thánh đó đầy dẫy sự phán xét lẫn nhau. Satan nó sẽ hành động, nguyên tắc của Satan sẽ hành động trên gia đình nào như thế, nguyên tắc của Satan sẽ hành động trên hội thánh nào như vậy, và Satan sẽ hành động trên một chức vụ của sự không vâng phục, nó sẽ hành động. Cho nên các đệ tử Chúa là những người lão luyện ở đây đều kinh nghiệm và nhìn ra rất nhiều chức vụ đầy quyền năng, nhưng mà cuối cùng của nó là gì? Không thể nói cái điều mà Phao-lô nói được: ta đã xong sự chạy, Mão Triều Thiên đang chờ tòa. Không, không nói được câu đó. Thất hại một cách thảm bại, có người chết ở ngay bên đường, có người thì ôi không kể nữa, nhưng mà thảm bại từ trong gia đình cho đến hội thánh, chức vụ biến mất. Nó giống như một ngôi sao sẹt mà hồi sáng tôi có nói, hãy là ngôi sao hôm, hãy là ngôi sao mai, để những con người lạc bước còn nhìn lên mà định hướng được. Các đệ tử Chúa có amen không? Đừng là ngôi sao sẹt. Sao sẹt các đệ tử Chúa thấy ngôi sao sẹt không? Nó sẹt qua sẹt lại đẹp lắm, cho em mình giật mình, không biết nó đến từ đâu, rồi cũng chẳng biết nó đi về đâu. Nó làm cho đời giật mình một chút, không có ý nghĩa gì. Cho nên là những người của Đức Chúa Trời sẽ còn lại cho đến đời đời. Những người nào vâng phục Chúa sẽ còn lại và sẽ sản sinh ra một thế hệ của sự vâng phục, và quyền năng của Chúa đổ xuống và hội thánh được phát ưng. Không có gì chống nghịch lại được cái sự vâng phục, mà khi mà vâng phục nó đến rồi không kẻ thù nào chống lại được. Còn không có sự vâng phục, ma quỷ vẫn có quyền tấn công. Không có sự phục hưng nếu không có sự vâng phục. Nói một cách cụ thể đi, là không có sự vâng phục thì không có sự hiệp một. Chúng ta chứng minh đổi cái lời cho Chúa amen không? Mỗi người một ý tưởng, mỗi người một quan điểm, mỗi người một ý muốn, làm sao mà có thể hiệp được? Ý muốn của tôi và làm sao mà hiệp với các đệ tử Chúa, các đệ tử Chúa làm sao mà hiệp với tôi được? Nhưng ở trong sự vâng phục thì chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung. Chỉ có ở trong sự vâng phục mới tìm được sự hiệp một thôi. Còn nếu không, mỗi người một quan điểm, đấy tất cả mọi hệ phái, mỗi người phái một quan điểm, và mỗi đệ tử trong hội thánh phúc âm toàn vẹn Việt Nam một quan điểm. Và nếu chúng ta không nêu cao, không có đinh của sự vâng phục trong gia đình, trong hội thánh, thì chúng ta không thể nào có sự hiệp một được. Không có sự hiệp một thì không có sự phát lương. Các đệ tử Chúa có amen không ạ? Chúng ta kết thúc ở đây này. Các đệ tử Chúa, chúng ta cầu nguyện nhé. Chúng ta nên cầu nguyện, kính mời một sư Đặng Đình Dũng, ông giúp đỡ cầu nguyện các đệ tử Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.